Ok, rồi bây giờ nè, vô nè nha, bắt đầu nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với livestream kể chuyện ma của Chu Hoài Bảo trên Instagram. Trên đây là thoải mái luôn đi má, Facebook, Instagram, YouTube, khỏi sợ nha. Rồi, câu chuyện đầu tiên, một bạn gửi trên Insta, xin phép lấy tên của bạn đi ha. Mấy bạn comment cho mình một cái tên đi ạ. Thoải mái đi tụi em, hôm nay mình ở trên Instagram. Thoải mái đi tụi em. Cho anh cái tên đi. Ok, cho anh một cái tên nha. Một cái tên con gái. Ở trên này không có nhìn thấy tên tụi em được. Một cái tên đi. Con gái mà tên Bảo, có con nhỏ nào mà tên Bảo không? Sao con nhỏ này nó vô chi quá vậy trời. Nam Thư. Tên Nam Thư đi. Tên Nam Thư đi nha. Tên là Nam Thư. Rồi, cái con bé này tên là Nam Thư. Nhưng mà cái lịch sử của cái lịch sử của gia đình con bé này á, là rất hay bị cái kiểu giống như là Bị lôi dưới sông, dưới suối rồi đó. Các bạn hiểu không? Có những cái gia đình đó, người ta có một cái kiểu một cái vết á, giống như là họ, tao nghe đâu là một trong những cái họ mà có cái vết mà chề khê ngay sông, ngay suối đó. Là ngủm ngay sông, ngay suối đó. Thí dụ một trong những cái họ đó là họ Lê nè. Họ Lê nè, ba họ, nhưng mà trong đó là có họ Lê đi. Đó, ví dụ vậy thì tao chỉ nghe đồn thôi nha, tao nghe rumor thôi nha, tao không có nhớ. Thì cái gia đình con bé này, nó cũng có một cái vết luôn. Nó có một cái vết là đầu tiên á, là một người anh của bà cố ngoại con bé Nam Thư này. Thì cái cậu đó gọi là cậu Năm. Thì cái ông Năm này là em của bà cố ngoại con bé Nam Thư. Mà cái cậu Năm này á, là cậu bị gọi là chết đuối. Chết đuối. Cho nên là sau khi cái chết của cậu á, thì gọi là bà cố ngoại của bạn, của cái bạn Nam Thư này nè, mới gọi là giống như cấm tuyệt đối những người con của mình. Cấm tuyệt đối những người con của mình không đi ra những cái nơi như là sông, suối, để gọi là sao? Để gọi là tắm. Không có đi ra những cái nơi có nước để đi chơi, hoặc là đi làm những cái nơi mà có nước, là không cho con mình đi biển luôn nha. Sông, suối, biển là cấm hết. Thì bà ngoại của bạn Nam Thư tên là gì? Mình xin phép lấy một cái tên đi ha. Thoải mái đi tụi em, ở trên này là Instagram mà. Đâu, một cái tên đi. Thí dụ như bà ngoại của cái bạn Nam Thư này tên là gì? Tên là Di đi, tên là Di. Đó, bà ngoại của bạn Nam Thư tên là Di. Thì bà Di á, hồi xưa á, là bà đi chăn trâu. Mà bà đi chăn trâu vào buổi trưa nha. Bà Di đó, bà đi chăn trâu vào buổi trưa. Thì khi mà bà đi như vậy đó, thì trời hôm đó nó nóng quá đi. Trời hôm đó nó nóng, nó nực. Cho nên là bà để trâu. Đó, bà để trâu ở trên đồng. Còn bà đó thì đi ra cái con sông bà tắm. Thì khi mà bà Di đó, bà vừa ra cái con sông bà tắm một cái, tự nhiên là bà cảm giác nha, có một cái linh cảm, có một cái phiếu linh là tự nhiên bà cảm thấy bà bị mệt. Bà bị khó thở và tự nhiên ăn bơi nửa chừng vậy nè, bà bị choáng váng. Cảm giác giống như là tự nhiên tụi em tuột đường ngang vậy đó. Mà trong khi hồi nãy nha, là bà Di đó, bà Di này á, bà rất là khỏe luôn. Bả kiểu giống như là các bạn biết rồi, người xưa mà người ta ăn uống healthy lắm, với lại là người ta là kiểu giống như là đi làm suốt ngày, cho nên người ta có một cái sức khỏe rất là mạnh. Mà tự nhiên vừa xuống nước một cái là kiểu giống như là bị xỉu, bị kiểu như là không có kiểm soát được mình. Thì lúc này nha, ở dưới sông nha, mà nó làm như là nó có dạng giống như là một cái lốc xoáy vậy đó. Tụi bay không, tụi bay đang cố gắng đứng nước, tụi bay chế giới vậy nè. Thì ở dưới nó có một cái gì đó, nó quay vòng vậy nè. Thì lúc này bà Di này bà sợ quá, bà mới la làng lên, bà kêu là cứu. Nhưng may sao á, ở gần đó là có gần 10 người đang làm đồng. Tao nói may ghê không? Lúc mà đang tắm xong ở đây thì la cứu, thì ở gần đó có 10 người đang làm đồng, mà may là toàn là thanh niên không luôn. Nước ròng á hả? Ê, ở dưới sông mà cũng có nước ròng hả? Cái này anh hỏi thiệt. Ở nước sông mà cũng có nước ròng nữa hả tụi em? Thì
Cái lúc này á là 10 người đó nghe cú xong là 10 người đó chạy qua liền luôn. 10 người đó chạy từ ở bên cái hả đồng bên kia, người ta chạy qua người ta cứu liền. Mà tụi em nghĩ đi, 10 người thanh niên mà sao mà không cứu được? Có hả? Ghê vậy. 10 người thanh niên cứu được. Cái xong rồi từ đó nha, bà ngoại mới tin bà cố. Có nghĩa là chà, những cái gì mà mẹ mình nói á, là đúng. Gia đình mình không được nên tiếp xúc với lại nước nhiều như vậy, bởi vì gia đình mình có cái vết. Xong rồi sau khi mà cái bà Di á, bà ngoại của bạn á, lúc đó là còn trẻ lắm, còn trẻ lắm, thì từ đó nha là bà ngoại của bạn cấm tiệt. Mẹ của bạn sau này là mẹ của bạn Di sau này á, là mẹ của bạn Nam Thư sau này đó, là bà Di bà cấm mẹ của bạn Nam Thư sau này là con không được đi ra những nơi sông suối với lại là biển nha, bởi vì gia đình của mình có một cái vết, đó chính là chết đuối. Có nghĩa là từ bà cố ngoại cấm sang bà ngoại, xong rồi bà ngoại dẫn tắm, xong bây giờ cấm sang mẹ của bạn Nam Thư. Thì bây giờ mẹ của bạn Nam Thư tên gì? Mẹ của bạn Nam Thư tên gì? Tên gì tụi em? Cho một cái tên đi, lẹ lên đi, ở đây không đọc được tên tụi bay. Tụi bay cho tao một cái tên, khi mà tao kêu tên gì là cho một cái tên liền. Tên gì giờ trời? Tên Thi đi. Tên Thi. Rồi. Ủa giọng bình thường mà, em vô em nghe giùm cái giọng anh coi nó có bị gì không? Giọng bình thường mà phải không? Tên Thi đi ha. Ủa cái giọng bình thường mà mấy má này sao vậy? Tên Thi. Thì mẹ của bạn Nam Thư là được bà ngoại Di đẻ ra, tên là Thi. Thì cái cô Thi này cũng được cấm y chang như là những gì mà ông bà bên gia đình bạn cấm luôn. Thì cũng nghe là không được đi suối, không được đi sông, không được đi những cái nơi mà có nước. Nhưng mà đố tụi bay á, là cô Thi cổ có nghe không? Đố tụi em á, là cô Thi cổ có nghe không? Xin thưa với tụi em nha, là cô Thi cổ không có nghe. Cô Thi cổ không có nghe. Bạn bè cổ rủ cổ đi suối chơi, cổ có kình phiêu một chút xíu. Bạn bè cổ rủ cổ đi suối chơi là cổ cũng có kình phiêu một chút xíu nha má. Nhưng sau đó cổ vẫn quyết định đi luôn. Mà khi tới cái suối đó đó, là tổng cộng là có 6 người đi. 6 người đi nha. Thì cái lúc này á nha, là cô Thi cổ á, là cái người mà cổ dạng giống như là cổ không biết bơi. Cổ không có biết bơi giỏi thôi, chứ không phải là cổ không biết bơi. Cổ cũng bơi điệu điệu, cổ cũng bơi sương sương, nó chỉ là không giỏi thôi. Nhưng mà cái người bơi giỏi nhất là ai biết không? Là bà ngoại của bạn, là cô Di với lại bà cô ngoại của bạn, là hai cái người này là bơi giỏi nhất. Nhưng mà tới đời mẹ của bạn Nam Thư là cô Thi á, thì cô Thi lại không có bơi giỏi bằng hả những cái người phụ nữ trong nhà của mình trước đó, kiểu dạng bị mất gốc á. Kiểu dạng bị mất gốc có hiểu không? Cái xong rồi sau đó thì cô nói là khi mà mẹ của bạn Nam Thư là cô Thi tới đó, thì cái cô Thi này cô mới kêu là wow, nước suối trong quá, nước suối này trong quá đi, nước suối này kiểu giống như là thơ quá, nước suối này mát quá, nhảy một cái tẩm xuống luôn má, nhảy một cái tẩm xuống dưới luôn nha má, cứ tưởng tượng như là công chúa Thủy Tề vậy đó, nhảy một cái tẩm xuống dưới luôn. Thì cái lúc này á là cái cô Thi này nè, cổ khi mà cổ vừa nhảy xuống dưới một cái nha, cổ đang bơi rất là thoải mái, rất là enjoy, gọi là dạng giống như là bơi chiêu chiêu á, đang bơi chiêu chiêu á. Thì tự nhiên cổ thấy nha, cổ cảm nhận được nha, là có một cái bàn tay nó níu chân của cổ. Có một cái bàn tay nó cầm cái chân của cổ, nó lôi xuống, nó kéo xuống. Nó nắm cái chân của cô Thi nè, nó kéo cô Thi xuống. Thì khi mà cô Thi lặn xuống dưới nó, là do là cái suối nó trong quá. Mà lúc đi cái đó là cũng đi buổi sớm nữa, cho nên là trời nó còn nắng và nước nó cực kỳ trong luôn, nó trong vắt. Mà thời đó mà các bạn, nó trong vắt luôn. Cái lúc mà mẹ của bạn Nam Thư còn trẻ nha, nó trong vắt luôn. Thì có nghĩa là khi mà kéo xuống là thấy rõ được cái người kéo luôn. Thấy nguyên một cái người đen xì nhớt nhợt. Có nghĩa là kéo xuống một cái nha, là thấy nó liền. Xong rồi nó nhìn cô Thi nè, nó cười.
Vừa kéo xuống nghe là cô Thi thấy nó liền. Nó đen xì, nó nhớt nhọt, nó một cục. Nó đen xì, nó nhớt nhọt, nó một cục luôn. Kệ nó mấy bạn, tại vì kể trên này á, có thể là cái giọng nó sẽ có thể maybe nó khác. Tại vì cái giao diện nền tảng nó khác á, cho nên là quan trọng á, là các bạn cứ nghe cái cốt truyện của mình thôi. Cái giọng của mình sao nó cũng không có quan trọng đâu. Miễn là các bạn nghe cái cốt truyện thôi. Bây giờ các bạn bàn cái giọng, các bạn không tập trung cái cốt truyện, quan trọng vẫn là chuyện ma mà. Kệ nó đi, kệ nó đi, mình miễn là mình nghe rõ là được. Miễn là mình nghe rõ là được, không có sao hết trơn á. Cuộc đời này không có ai hoàn hảo hết mấy em. Cuộc đời này không có ai hoàn hảo. Bây giờ bạn trai của tụi em hôm nay nó đẹp đi, nhưng mà qua ngày hôm sau bạn trai của em có hai cục mụn là thấy nó kỳ, là muốn chia tay nó hả má? Kệ mẹ nó đi. Ừ, thích nghe cái cốt truyện thôi là được rồi. Kệ mẹ nó đi. Chứ bây giờ mày có bạn trai đẹp, bình thường lúc nào nó không đẹp, mà hôm nay nó có hai cục mụn này mày bỏ đó hả? Hay sao? Kệ nó đi. Rồi. Ừ, có thể giọng tâm hôm nay tâm em thiệt. Chắc giọng tao á, giọng anh á. Kệ nó đi. Nghe chuyện ma nè. Mấy bạn kệ đi. Rồi ok. Xong rồi. Thì bắt đầu á, là khi mà vừa xuống mà thấy nguyên một cục đen xì, thấy nguyên cục nhớt nhọt nha. Nó vừa cười với cô Thi một cái. Các bạn biết nó làm gì không? Nó để hai tay ra đằng trước vậy nè. Nó đặt lên vai của cô Thi, xong nó nhấn xuống. Nó nhấn như nè. Mà nó làm vậy luôn mà cô Thi thấy được rõ luôn cái mặt của nó luôn á. Có nghĩa là nó là nguyên một cái con mà nhìn nó rong rêu mà nó nhớt ma da đó. Là ma da đó. Đó là ma da. Cái xong rồi bắt đầu hả, cô sợ quá cô mới ngồi lên kêu cứu. Thì cái lúc này cái con suối đó tự nhiên nó chảy xiết. Lúc mà mình tới đó nha, mà lội cái con suối đó nha, là con suối đó không hề chảy xiết. Nhưng mà khi mà cô Thi bắt đầu bị nó lôi xuống, là con suối này nó chảy xiết thiệt là xiết luôn. Thì cô Thi leo lên để kêu cứu mấy người bạn của mình. Nhưng cô thấy rõ luôn nha, mấy người bạn của mình cũng bị lôi theo luôn. Có nghĩa là 6 đứa mà tổng cộng trong đó hả, hết thảy 6 đứa đều bị cái dòng suối đó chảy xiết cuốn đi. Và đứa nào cũng kêu cứu hết. Bây giờ đi 6 đứa mà cả 6 đứa đều bị nạn hết. Rồi bây giờ đứa nào cứu đứa nào? Đứa nào cứu đứa nào? Mọi người ơi, mọi người bị lắc hả? Cái xong rồi Thi là Thi bị kéo đó. Nhưng mà lúc hồi Thi nhìn lại là bạn bè của Thi đều bị kéo hết. Cái xong rồi bắt đầu hả, là may sao á, ở gần đó nha, đúng thiệt luôn á, sao mà ông trời cứu trời độ chị, trời độ cô Thi. Thì lúc này là có một cái chú đó, chú đang câu cá ở gần đó. Thì khi mà chú câu cá á, thì chú nghe có tiếng kêu cứu, thì chú mới chạy lại cái chỗ đó để chú gọi là giống như là chú cứu mấy cái người đó. Thì chú cứu là chú phải cứu từng người. Chú cứu được cô Thi nè và bạn bè cô Thi. Nhưng mà trong đó nha, sáu người mà đi con suối đó ngày hôm đó là hết thảy là có hai người là song sinh. Có nghĩa là một cặp song sinh, sáu người thì có một cặp song sinh. Thì cái cặp song sinh nó bị suối, nó kiểu là cặp song sinh nó bơi xa quá, nó bị suối nó cuốn xa quá, cho nên là chú không có cứu được cái cặp song sinh đó thôi. Thì cái cặp song sinh đó chề khê, riêng cái cặp song sinh đó thì nó chề khê. Xong rồi á, này kia các kiểu hết rồi, cũng báo công an này kia các kiểu hết. Thì sau đó là cô Thi đi về. Thì tối đó nha, nói chung là cũng gọi điện thoại kêu gia đình lên, xong rồi rước, rồi cũng kêu cô Thi đi về. Mà khi mà tối đó cô Thi đi về á, cô Thi nằm mơ, và cả mẹ của cô Thi cũng nằm mơ luôn. Đó là chính là cô Di. Mẹ cô Thi là bà ngoại của bạn Nam Thư đó, là cô Di đó. Là hai mẹ con nằm ngủ với nhau, nằm mơ thấy bà cố ngoại về. Bà cố ngoại gì nè. Bà cố ngoại gác một chân lên, nó ngồi vậy nè, gác chân lên vậy nè, nhìn hai mẹ con kêu là: "Tao mà không cứu con mày á là bây giờ là nó đi theo hai nhỏ song sinh đó rồi."
cái mặt kiểu thất vọng á. Sao mà lúc này bà cố ngoại mất rồi, là chỉ còn cô Di là bà ngoại của bạn Nam Thư, với lại là mẹ của bạn Nam Thư là cô Thi thôi, mà bà cố ngoại ngày xưa là đã cấm rồi, cấm con mẹ là cấm bà ngoại đó là bà Di, xong mà sau này á đẻ ra bà Thi cũng cấm bà Thi luôn, mà bà Di cũng cấm bà Thi luôn, thì bà Thi cũng bơi bình thường, có nghĩa là cãi, có nghĩa là tức quá. Tại sao là ngay từ đầu là đã nói là đừng có đi ra hồ, đừng có đi ra sông, đừng có đi ra suối, mà tại sao 1, 2 là phải đi bơi, mà trong khi nhà mình có cái vết mà 1, 2 là phải đi bơi, khó chịu vô cùng. Sao mày không nghe tao đó, đúng là mẹ nào con đấy luôn. Đúng là kiểu giống như là nói là làm mà, tại vì tuổi trẻ nói làm mà bà cố ngoại tức tới nỗi mà bà hiện ra cái mặt bà dữ lắm. Ok, trời ơi, nói biết bao nhiêu lần rồi, nói từ đời mẹ tới đời con, rồi giờ tới đời cháu. Tao là bây giờ kiểu giống như là tao cũng lên trời rồi, phải cho tao đi đầu thai đi chứ, hoặc là sao đó chứ. Bây giờ cứ đi theo rồi tao canh tụi bay đi sông đi suối hả? Cứ hở ra là tao phải canh tụi bay vậy đó hả? Còn bây giờ tới cái đời của cái bạn mà cái bạn Nam Thư này thì không biết, đời của bạn Nam Thư này là không biết là có như vậy không, không biết là đời của các bạn Nam Thư này là có như vậy không thôi, là chỉ không biết cái khúc đó thôi. Cái khúc đó là còn là tu bi không tình yêu nè, là bạn Nam Thư kể nha, là bà, đời bà cố ngoại, rồi đời bà ngoại, xong rồi tới đời mẹ mình, rồi bây giờ bạn Nam Thư là không biết là bạn Nam Thư sắp tới có đi bơi không ha, là không biết cái đó thôi. Ủa sao tao kéo comment không được vậy, tao tức ghê á, khó chịu luôn á, lì mà kiểu vậy đó. Rồi bây giờ tới chuyện hay nè, ngồi đó đi nha. Chuyện hay nè má, tao đổi nhạc cái. Chuyện này là về quỷ nhập tràng nha, sợ vãi. Tao nghe mà tao sợ đó mấy ní, ê sợ quá à. Hy vọng là đừng có lắc. Tụi em tương tác thả tim với lại chia sẻ livestream cho anh nha, đừng quên bấm thả tim nha. Rồi bây giờ anh sẽ kể vô cái chuyện chính nè. Hấp dẫn quá tụi em ơi, kể vô cái chuyện chính nè. Cùng lúc là đang đông người luôn, là vô cái chuyện này là vừa rồi. Đó, mục đích tao kể chuyện hồi đầu là cái chuyện này sợ sương sương thôi, cái chuyện này nó mới hấp dẫn nè. Và đừng quên nha, đừng quên anh sẽ kể chuyện ma vào tối thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên TikTok. Còn ở trên Instagram á, thì anh sẽ kể vào chủ nhật nha, tất cả đều 9 giờ tối hết. Đừng ai ra khỏi cái livestream lúc này nha má, ra là bỏ lỡ. Rồi, cái chuyện này á là anh được một cái người cô dạy thanh nhạc cho anh. Hôm nay cô mới kể cho anh nghe luôn. Và cô này á là có rất là nhiều chuyện ma, bởi vì nhà của cô á có một cái truyền thống, có thể là có căng đó mọi người, thật sự là cô có căng đó nha. Và đa phần những cái gì mà cô nói về anh nó cũng khá là đúng. Cái này là chuyện cô kể nha, chuyện cô kể về quỷ. Mà đầu tiên á, chúng ta sẽ tới với câu chuyện quỷ bắt hồn trước, sau đó chúng ta sẽ tới cái chuyện quỷ nhập tràng. Cái cô mà gửi câu chuyện này cho anh á, là cô là thuộc cộng đồng LGBT. Trời ơi, cái lúc mà tao kể. Rồi, cảm ơn cục vàng gửi chuyện cho anh nha. Rồi, cô của anh á, rồi bây giờ mình vô nè, cô của anh á là thuộc cộng đồng LGBT. Đó, cô là boss. Đó, cô lớn tuổi rồi. Thì cô kể cái chuyện vậy nè, là cô kể cái chuyện vậy. Hồi xưa á, lúc mà cô còn nhỏ á, thì lúc đó là cô thi cấp 3 rồi, là cô bắt đầu cô lên lớp 10 rồi. Là cô bắt đầu cô lên lớp 10 rồi nha. Nhưng mà ngày xưa mà rất là lâu rồi, cái thời mà điện thoại và mạng xã hội á, nó còn chưa thịnh như bây giờ, thì chỉ toàn là chơi ở đồng, chơi ở ruộng thôi. Và cô á là người Long An, mà tại cái thời của cô mà cô nói vậy nè, Long An thời đó còn thưa thớt lắm. Là tụi em biết là cái lúc này nó rất là lâu rồi. Cho nên đó là tuy là đã học lớp 10 rồi, nhưng mà cô và bạn của cô á là toàn là chơi năm 10 rồi hả, chơi trốn tìm. Ủa, năm 10 với trốn tìm là một. Năm 10 trốn tìm, xong chơi banh đũa, hoặc là chơi hả rượt bắt. Nói chung là chơi những cái trò nhân gian thôi, thì hiểu không?
chơi những cái trò dân gian thôi, chơi những trò nhân gian thôi. Thì trong cái buổi chơi đó là có 5 người đó, có một con nhỏ bánh bèo và 4 người đàn ông đó, một con bánh bèo và 4 người đàn ông. Bây giờ chuyện sẽ xoay quanh một cái người nhân vật nam thôi, cho nên là anh xin phép đặt tên một người thôi, cho anh xin phép được một xin phép tên một bạn nam đi ạ. À, xin phép một tên một bạn nam đi. Có chơi cò chẹp không hai? Là sao má? Tên gì? Tên Luân đi. Anh Luân. Thì cái anh Luân này nè, lúc đó là có 5 người chơi trốn tìm. Thì các cô của anh á, cô người cô dạy thanh nhạc của anh á, lại là cái người đi tìm, là cái người bị. Còn bốn cái anh chị kia thì lại là cái người mà đi trốn. Ở gần cái khu mà chơi á, nó có một cái mộ, mà cái mộ này á, nó là cái mộ cổ, cái mộ đất luôn á. Có nghĩa là trong cái mộ đó nó không có một cái hình hài rõ ràng, nhưng mà người ta biết là nó là cái mộ, nhìn như cái nhà mà nó có một cái lỗ để mình có thể chui xuống được cái mộ đó. Và người lớn ở trong cái khu vực đó nha, người lớn ở trong cái khu vực đó, người ta cấm con nít đó là không được lảng vảng lại cái khu vực đó, dù bất kỳ hình thức nào không được chui vào trong cái mộ đó, là người ta đã cảnh báo và người ta đã warning rồi. Nhưng mà cái anh Luân này nè, ảnh dạng giống như là biết cái nơi đó không ai dám tới, mà ảnh lại kiểu ham chơi và háo thắng. Nói chung là ảnh cũng muốn thắng cái trò chơi này, cho nên là ảnh mới chui vào trong cái mộ đó. Tụi bay thấy ổng gan không? Tụi bay thấy ông nội này gan không? Cái mộ đó nó có một cái lỗ lì lắm, cái mộ đó có một cái lỗ là ảnh chui thọt vô trong cái lỗ đó luôn, ảnh trốn trong giọng đó, ảnh trốn trong giọng đó để không ai tìm thấy ảnh, để ảnh thắng cái trò chơi này. Thì cô của anh mới đi tìm từ buổi trưa cho tới buổi chiều luôn là không thấy, và tìm hết tất cả 3 người kia rồi, thì tổng cộng là cái khu đó là có 4 người đi. Bây giờ có 4 người rồi mà còn có một mình anh Luân thôi, mà tìm không ra anh Luân thì mọi người lại nghĩ đơn giản là a, chắc thằng Luân này nó về nhà rồi. Chỉ nghĩ đơn giản là thằng Luân nó về nhà rồi thôi thì mới đi về. Nhưng ai dè tá hỏa ra là thằng Luân nó chưa về, và gia đình của thằng Luân phải chạy đi kiếm. Thì cái lúc này cô anh với lại những người bạn khác mới nói là nó đi chơi trốn tìm với tụi con, nhưng mà tụi con tìm hoài không ra, kêu nó thì không nghe thấy, cho nên tụi con mới đi về. Bây giờ chia nhau ra kiếm, kiếm hoài không thấy, nguyên một buổi tối thì mới bắt một con chó mực, bắt một con chó mực và hủi áo của anh Luân. Sau đó rồi nhờ con chó mực đi tìm. Tại vì hồi xưa chơi trốn tìm á, ta nói nha, chơi trốn tìm mà tự nhiên á, người ta mà biến mất như vậy á, là chắc chắn là dân tình ai cũng biết là phải bị che mắt, hoặc là bị bắt đi đâu đó rồi, hoặc là bị giữ lại rồi, bị ma giữ. Cho nên dân tình mới đi tìm con chó mực. Con chó mực này hay lắm nha má. Trời ơi, con chó mực này chạy một phát tới ngay cái mộ cổ đó luôn. Ghê không? Đúng là hắc thiên khuyển. Chạy một phát là tới ngay cái mộ cổ đó. Tới ngay cái mộ cổ đó luôn. Con chó đứng ở ngoài, nó mới sủa vô trong cái mộ cổ đó. Thì mọi người kêu chết mẹ rồi. Mọi người lúc này kiểu trời ơi, đừng nói là, mọi người nhìn nhau vậy nè, ê đừng nói là hiểu rồi nha. Vô chổng lôi ra thì thấy anh Luân ảnh nằm ở trong đó, miệng ảnh đứt không, miệng đứt nè, nằm thấy là vô nằm gì luôn nè, miệng thì ngậm rất là nhiều đất, mắt thì bị đất che lên vậy nè.
Nhưng mà tao nói với tụi bay nha, ghê lắm, chuyện này ghê lắm, đợi xíu tao sợ quá. Như tao sợ quá, ê cho mượn con chó đi, sợ. Ê, sợ quá, kể chuyện ma mà sợ ma, trời, cứu anh với tụi em ơi. Rồi bây giờ kể nè. Thì khi mà lôi cái ông Luân này ra ngoài á, là khi mà ổng trở về lại với gia đình của ổng á, là tự nhiên ổng bị điên luôn, ổng bị khùng ngang luôn. Thì mọi người mới nghĩ là không biết là ổng bị cái gì, chắc ổng bị một cái vấn đề gì đó. Sau đó rồi thì ông này ổng mới kiểu như là bị ám ảnh rồi bị khùng, bị điên ngang vậy đó, điên điên dại dại. Cái xong rồi bắt đầu nha, ăn uống á, thì ăn không có ăn đồ bình thường, là bắt đầu nha ăn đồ sống không à, ăn uống cũng không ăn ăn đồ bình thường luôn, ăn đồ sống. Đồ sống á, giống như là cá sống nè, thịt sống nè, chứ không ăn đồ chín. Là thấy có điềm rồi thì mới dắt đi bác sĩ. Là bây giờ là mình tìm khoa học trước, mình tìm khoa học trước, mình tìm tâm linh sao. Là mới dắt cái ông Luân này đi bác sĩ. Thì khi mà dắt đi bác sĩ nói vậy nè má. Bác sĩ khẳng định, mà bác sĩ nói là cái thằng bé này nè, tại vì lúc đó là anh Luân ảnh mới học lớp 10 thôi, là gọi là mới lên lớp 10, là mới vừa thi lớp 9 cái rộp luôn đó. Giống như mấy đứa 209 năm nay nè, mới vừa thi lớp 9 cái rộp luôn. Cái ông thầy nói là anh Luân này ảnh bị khùng từ nhỏ. Ta chấm hỏi. Bác sĩ tự nhiên bác sĩ chuẩn đoán là bị khùng bẩm sinh, bị điên bẩm sinh. Tụi bay hét kỳ không? Tự nhiên bây giờ bác sĩ chuẩn đoán là bị điên bẩm sinh, mà trong khi lên lớp 10 rồi. Nhưng mà nói cái này nha, quậy thì có quậy thiệt, nhưng mà học cực kỳ giỏi. Học sinh giỏi khu vực Long An lúc bấy giờ. Tự nhiên khùng từ nhỏ là sao trời? Mà trong khi đó học cực kỳ giỏi nha, học sinh giỏi khu vực đó lúc bấy giờ luôn. Thấy ấy không? Thấy rất là ấy không? Cái lúc này á, gia đình mới không được rồi, gia đình này mới không được rồi, thì mới đi về và kiếm cô Tư. Feedback về cái gì? Flashback về cô Tư một chút. Thì cái cô Tư này nè, là cô Tư của cô giáo anh. Trong cái chỗ, trong cái khu vực, cái làng này á, để tôi kể chứ, trong cái làng này á, nó có một ông thầy bùa và một ông thầy pháp. Nghe kỹ nha, nó có một ông thầy bùa và một ông thầy pháp. Ông thầy bùa thì ở trên đầu, có nghĩa là trong cái làng thì ổng ở làng trên, là có nghĩa là đầu trên của cái làng. Còn ông thầy pháp á thì là ở cuối làng, là ở làng dưới, là ở cuối làng đó, đầu làng cuối làng. Ông thầy bùa á, ông thầy bùa này á thì ổng chơi âm binh. Ý, ổng chơi, trời tôi sợ quá, đang sợ ma lắm luôn á, kể chuyện ma mà tự nhiên hôm nay sợ dữ. Ông thầy bùa á thì ổng chơi âm binh, là dạng là phép đen. Còn ông thầy pháp á lại là phép trắng, lại là trừ tà, lại là làm việc thiện việc phước, ở cùng một cái làng luôn. Ở đầu làng á, tụi bay cứ tưởng tượng đi, ở đầu làng là địa ngục mà ở cuối làng lại là thiên đường đó. Tụi bay tưởng tượng vậy đó, là hai trường phái khác nhau ở cùng một cái làng, mà người trên đầu, người ở cuối. Giống như là người ở quận 7 và người ở Tân Bình vậy đó má, là đầu cuối vậy đó, người quận 7, người ở Tân Bình, cứ giống vậy đó, hiểu không? Cái xong rồi thì cái cô Tư này, bây giờ xin phép được đặt cái tên của cô Tư đi ha. Cô Tư bị gì? Cô Tư bị gì vậy ta? Cô Tư gì ta? Cô Tư gì? Cho cái tên đi, mấy đứa trên IG tên còn mắt đọc khó hơn là mấy đứa trên TikTok nữa thiệt. Tên gì giờ? Cô Tư Ngọc đi, ví dụ đi, cô Tư Ngọc. Cái cô Tư Ngọc này nè, tại vì là gọi là ông cố của cô giáo dạy thanh nhạc của anh á, là đã mất rồi, thì mới truyền nghề lại cho cô Tư Ngọc. Thì cái cô Tư Ngọc này nè, là đi tìm cô Tư Ngọc, là đời sau của bên ông Pháp, ông thầy Pháp đó, là ở cuối làng. Thì khi mà đem cái người này lên á,
thì cái cô Tư Ngọc này á, khi mà đem cái ông Lưng lên á, thì cái cô Tư Ngọc này á, cổ mới gọi cái hồn, gọi là cũng là gọi cái hồn của cổ, cổ kêu là hiện tại bây giờ ở bên trong người của ông Lưng không có ông Lưng ở trong đó. Hiện tại bây giờ nha, trong người ông Lưng không có ông Lưng ở trong đó. Bây giờ tôi sẽ gọi hồn thằng Lưng về. Thấy ghê không má? Vậy là cái người điên điên dại dại đó là ai mà không phải là ông Luân? Thì khi mà cái cô Tư này làm, cái cô Tư Ngọc này làm phép á, cổ mới gọi là cầm một cái áo, cổ mới gọi là cầm một cái áo của ông Luân, một cái áo ông Luân nha, ông cổ để lên trên đầu, và sau đó cổ mới niệm chú, cổ mới niệm chú cho một cái điện thoại cái, cho một cái điện thoại cái chú đó là có tên nha, cái chú đó là có tên nha, để tao đọc cái tên ra, đợi tao xíu. Tự nhiên giờ cái, ủa sao nó hết filter rồi? Ừ, tự nhiên cái mặt mọc cái cũng xịn. Đợi xíu, đợi xíu. Cái tên của cái chú đó là cái gì? Để chút xíu đọc cái tên đó cho nó đúng. Đây. Nè. Đọc ba hồi kinh. Xong rồi đọc tới cái kinh hồi ngủ lôi. Đọc tới cái kinh, đọc tới cái kinh ngủ lôi. Đó. Là xong rồi nha. Là tự nhiên hồn của chú Luân, hồn của cái anh Luân đó đó, mới nhập lại vào xác của chính mình. Mà không được bao lâu đâu, chỉ được có mấy phút thôi. Xác của mình nha, trời ơi, phải gọi hồn mình để nhập vô xác mình, mà không được bao lâu, chỉ được mấy phút thôi. Vừa nhập vô một cái là cái anh Luân ảnh khóc quá trời luôn. Ảnh nói với ba mẹ ảnh là: trời ơi ba mẹ ơi, ba mẹ cứu con với, ba mẹ cứu con với, con bây giờ bị ở trong cái mộ cổ á, linh hồn của con đang ở trong cái mộ cổ, mấy cái người ở đây á, người ta chặt tay chặt chân con hết rồi, người ta không cho con về nhà với ba mẹ, ba mẹ ơi cứu con với, ba mẹ ơi, người ta giữ con ở lại, ngày nào người ta cũng hành hạ, người ta cũng đành khanh con hết, cứu con với, họ chặt tay chặt chân con hết rồi, mà la lên vậy đó, mà la lên vậy. Cái xong rồi vừa dứt một cái, vừa nói hết đủ thông tin thôi, là cái hồn tự nhiên bị, là bị xuất ra liền, là giống như là có một cái đứa nào nó từ phía sau lưng nó kéo ra vậy, hiểu không? Có nghĩa là không bị đuổi đi mà giống như là có một cái gì đó kéo ra, thì lúc này á là cái hồn quỷ nó nhập vô. Trời ơi sợ quá à, trời ơi sợ bao quá à. Là vừa kéo cái hồn của chú Lưng, anh Lưng ra, là cái hồn quỷ nó ngự lên liền đó vậy nè. Hồi nãy là đang mặt khóc nha, khóc ra nước mắt nha, vừa xuất ra một cái là cười liền. Là bắt đầu cô Tư biết rồi. Là bắt đầu khúc này là cô Tư biết rồi. Thì cô Tư mới nói là cô Tư mới nói là vậy nè, bây giờ là bên đó muốn gì? Cô Tư hỏi là cô Tư Ngọc mới hỏi là cái vong hồn quỷ này muốn cái gì? Thì cái vong hồn quỷ này nói là tại sao cái vong hồn quỷ này làm vậy? Bởi vì cái thằng này nó phá. Cái vong hồn quỷ này nói nè, cái thằng này nó phá nhà tao, nó dám chui vô nhà tao, ai cho phép, ai cho phép nó làm điều đó? Nó dám chui vô nhà tao, nó quậy, nó phá, thì tao giữ nó lại, tao làm cho nó khùng khùng điên điên vậy đó. Bây giờ muốn nó hết bị như vậy không, cúng cho tao một con heo, một con vịt, sửa lại cái nhà của tao, có nghĩa là cái mộ cổ đó đó, sửa lại cái nhà của tao cho khang trang đi, tao thả nó ra. Nói vậy nha. Xong rồi bắt đầu thì cái nó xuất ra, nó xuất ra sau khi nó yêu cầu xong, nó order xong đó, phải gọi là sao ta, sau khi cái con quỷ đó nó order xong, thì bắt đầu cô Tư Ngọc này mới kêu là đụng phải thứ dữ rồi. Linh hồn này là linh hồn lâu năm, ngàn năm, chứ không phải là linh hồn bình thường. Cái rồi cô Ngọc, cô Tư Ngọc này cô mới nói là cứ làm theo nó đi, cúng cho nó đi. Rồi mới đi ra ngoài đó cúng cho nó. Cúng xong nha, là chú Luân trở lại bình thường. Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu. Đợi tao xíu tao uống miếng nước cái. Tự nhiên kể chuyện này cái tự nhiên thấy tim đập mạnh ghê luôn á, sợ lắm nha, khúc sau ghê lắm. Chưa dừng lại ở đó,
Thì sau khi mà chú Lưng khỏe rồi đó thì chú Lưng không dám, có nghĩa là chú Lưng không dám đi ra ngoài cái chỗ đó một lần nào nữa. Nhưng mà cái tánh của chú Lưng này á, chú Lưng ham chơi, chú Lưng thích đi ra ngoài đường lắm. Có nghĩa là chú Lưng không có thích ở nhà, chú Lưng không có thích cơm nhà, chú Lưng là phải là thích là gọi là phóng bạc, đi ra ngoài chơi, phải gọi là đi hóng gió, phải gọi là đi hóng mát, phải gọi là đi enjoy ở ngoài. Chứ chú Lưng là không có thích là cảm giác bị cầm tù, hiểu không? Sau cái vụ đó nha, là chú Lưng vẫn còn nhớ luôn là cái khoảnh khắc chú Lưng bị giữ cái hồn lại ở trong cái ngôi mộ cổ đó và bị đánh đập mỗi ngày như thế nào, chú Lưng nhớ hết. Nhớ lại cái ký ức đó luôn và nhìn được cái mặt của cái người đó luôn mà. Nhớ nha, nhớ hết. Xong rồi, cô Giang chết rồi, múa quá cái tự nhiên đánh trúng cái mũi nè. Trời ơi, múa quá rồi, kể chị Mai mà múa quá đánh trúng cái mũi luôn á, A Di Đà Hà luôn á trời, Nam Mô A Di Đà Phật. Để xíu, trời ơi, kể quá cái tự nhiên đánh trúng cái mũi, sung quá à. Kể tiếp nè. Cái rồi vậy đó. Cái xong rồi, bắt đầu nha, chú mới đi ra ngoài chơi với mấy đứa bạn của chú. Chú Lưng này nè, cái anh Lưng này nè, chú ảnh mới đi ra ngoài chơi với mấy đứa bạn của ảnh, trong đó là có cô của tao nữa. Thì đi, mà kỳ này không có đi ở chỗ đó, không có đi ở mảnh đất đó, mà đi ở phía sau mảnh đất đó. Có nghĩa là bây giờ cái mộ ở đây đi ha, cái mảnh đất là ở đây, là cái khúc mảnh đất đây nha, đúng không? Là họ lúc trước đi đây bị nè đúng không? Nhưng bây giờ không đi ở đây nữa, đi ở phía sau đây, hiểu không? Bây giờ mình né khúc này, mình đi phía sau đó. Cái xong rồi biết chú làm gì không? Mũi đi hỏi cái chú ở phía sau của cái mộ đó, có nghĩa là đi ở phía sau không đi phía trước, hiểu không? Thì ở phía sau cái mộ đó nó có một cái cây gọi là cây bình bát. Thì chú tới chú chặt cái cây bình bát đó để về biết làm gì không? Làm cái ná bắn chim. Mà cái cây bình bát đó là ở phía sau lưng của cái mộ đó đó. Có tức không? Ta đọc tới đây mà ta còn cứt tức. Tự nhiên ta toàn cứt. Ta còn tức mà. Tự nhiên chặt cái cây bình bát về, hỏi làm gì? Làm cái ná bắn chim. Luân hồi luôn má, nhỏ này đúng nè. Luân hồi luôn. Là vừa xong một cái, qua ngày hôm sau y như cũ luôn. Có nghĩa là vừa xong một cái nha, là chặt cái cây bình bát đó xong, về là bị khùng tiếp. Nhưng mà kỳ này nha, đi sang chỗ nhà cô Tư, có nghĩa là thấy bị khùng nữa rồi, thấy cái bị giống y chang như cái hiện tượng ban đầu rồi, thì giống bị khùng rồi, thì mới đi qua nhà cô Tư liền, cô Tư Ngọc liền luôn. Thì khi vừa qua nhà của cô Tư Ngọc một cái là bắt đầu cô Tư Ngọc gọi lên, thì cái con quỷ nó gọi lên nói vậy nè. Cái thằng này á, cái con quỷ nó nói gì nha, khi mà con quỷ nhập lên, con quỷ nói là cái thằng này á, nhà tao á, phía sau nó có cái cây bình bát để tao che nắng hóng mát, mà nó dám chặt cái cây bình bát của tao, nó gan quá vậy. Cái xong thì lúc này á, thì bên nhà bên này nói là thôi nó còn nhỏ, nó thì nó cũng hạn chế rồi, nhưng mà nó tấy máy quá, thì hỏi là bây giờ coi là muốn cúng cái gì để nói đi, rồi hả nhà bên đây cúng cho, tha cho thằng nhỏ. Thì cái con quỷ nó nói vậy nè, cúng cái đầu của con mày cho tao được không? Bây giờ có cúng cái gì tao cũng đéo lấy, cúng cái đầu con mày cho tao đi. Bây giờ nha, là không có nhận hối lộ nữa luôn.
không nhận bất kỳ món hối lộ nào một lần nào nữa, tham nhũng một lần thôi. Đối với con quỷ bây giờ là tham nhũng một lần thôi. Mà nha, cô Tư Ngọc của nó nha, trước đó cô Tư Ngọc đã nói là con quỷ này ghê lắm, nó có tới mấy cái sừng và nó có rất là nhiều răng nanh. Nguyên một hàm nó là răng nanh không, chứ không phải là nó có hai cái răng nanh không nữa. Má này nữa lấy cái đầu về hung chuột chuột là dữ rồi đó má. Trời ơi, cọc luôn. Nghĩ sao? Bây giờ là con ma nó không có nhận hối lộ nữa, là nó không có nhận cúng hả? Không cần luôn. Bây giờ tao lấy cái mạng của thằng này, không có nghe ai nói chuyện gì nữa, thì mới phát hiện ra là cái vong hồn của con quỷ này nè, là nó đã được trấn ểm. Nó bị, chứ không phải là được nữa, nó bị người khác trấn ểm vào trong cái mảnh đất này rất là lâu, trăm năm rồi. Là trăm năm rồi là cái con quỷ này nó bị trấn ểm ở đây. Cho nên là con quỷ này rất là mạnh và rất là giỏi. Cô Tư Ngọc á, cổ mới thấy con quỷ này nó ghê quá. Cổ mới nói á là bây giờ là mình phải trục, chứ mình không thương lượng được nữa, là mình phải chiến đấu tới cùng. Còn nước còn tát thì bắt đầu á, kêu bốn thằng đệ tử gì tứ chi lại. Tứ chi là gì? Hai tay hai chân, là gì hai tay hai chân lại. Xong rồi để một cái khăn lên trên mặt của ông Luân luôn, có nghĩa là để một cái khăn lên trên cái mặt của ông Luân. Xong rồi để một cái hình bát quái ở ngay giữa bụng. Là tụi em nhớ đi, tụi em coi mấy cái phim mà trứng ẻm mấy con mà cương thi như thế nào thì y chang như vậy luôn. Thì mới làm phép gọi là cô Tư Ngọc gọi là đánh lộn với lại con ma đó luôn, con quỷ đó luôn. Nhưng mà đánh không có lại, không có lại. Trời ơi, pháp lực mấy trăm năm, còn cô chỉ là dạng là mới được truyền nghề đây thôi, hiểu không? Solo phép là không lại rồi. Thì bắt đầu mới nhờ đại đệ tử của ông cố, là nhờ đại đệ tử của ông cố, là cái chú này nè, là cái ông này, ông làm thầy thuốc bắc ở Tân An. Mà ai ở Tân An thì sẽ có một cái tiệm thuốc bắc lớn, mà ai ở Tân An thì sẽ biết về cái người này. Thì cô của anh nói như vậy, thì là đại đệ tử của ông cố, thì mới nhờ chú đó với một cái người nữa. Nói chung là thiệt ra tụi em cũng không cần phải biết gọi là họ tên của mấy cái người này đâu, chỉ cần biết là tổng cộng cái cuộc mà đấu phép đó với lại cái con quỷ đó là có tới ba người. Cô Ngọc nè, đại đệ tử nè, và một cái người nữa là cũng có biết phép, cũng có làm pháp luôn. Thì phải ba người họp lại. Mà phải dùng binh pháp. Cho mượn đi, cho mượn cái kinh đó đi, cho mượn đi. Đúng rồi, cho mượn á. Đây, phải đọc phải dùng bùa, đó là bùa ngũ lôi và bùa chánh. Ai ở trong đạo mẫu hay là trong ngũ hổ năm ông là sẽ đều biết những loại bùa này ha, sẽ đều biết những cái loại bùa này và dùng những cái loại bùa đó để gọi là tấn công, dùng tấn công áp đảo con ma đó, con quỷ đó. Thì lúc này chú Luân á, chú mới ói ra một ngụm màu khâu, ói ra nguyên một cái ngụm máu màu đen xì luôn. Và cũng chính cái ngụm máu đó là cái chất dẫn khiến cho con quỷ đó chui vào trong người, chui vào trong người luôn nha, nằm trong bụng á. Nó chui vào trong người và nó nằm trong bụng của chú Lực, ói ra một cái chất nhầy màu đen mà hôi rình. Trời ơi, nó tanh chua ý. Trời ơi, nó tanh chua ý, tanh chua dí hờ luôn á. Nó tanh chua mà, là có nghĩa là cái con quỷ đó nó ói cái chất đó vào trong miệng của chú luôn mà. Cái cảnh phim mà ma nó ói á, là cái cảnh đó là có thật nha. Cái cảnh phim mà tụi bay coi, mà cái phim mà dạng giống như là tụi bay nhớ cái phim mà The Nun không? Hình như trong phim The Nun nó có cái cảnh là có một người bị quỷ nhập, mà trong lúc đó là cái con quỷ nó ói một cái chất đen vào á, là chú bị y chang vậy luôn. Nó ngậy lắm.
là chú bị y chang như trong cái phim đó vậy luôn á. Eo ơi, kinh thế luôn đấy. Ôi giời ơi, kinh vãi. Vãi trưởng. Kinh lắm. Đó Conjuring đó, ừ, trong nói chung trong phim đó. Xong đó rồi á thì chú Luân là không có dám ở cái đó luôn, không dám ở cái chỗ đó luôn. Mà đâu đâu cho mượn lại cái này, cái phần địa chỉ đi ha. Nè, cô ta nói là sau Luân Ủy ban Dân dân phường 3 Tân An á, là cái khu đó là trước đó là có nhiều ma lắm, hồi xưa là có nhiều ma lắm. Mà ngày xưa cái khu mà cô của anh ở đó là chề khê nhiều lắm. Là chề khê nhiều cực kỳ. Sau này chú Luân á là có vợ và sinh con rồi, nhưng mà chuyển sang nơi khác ở, là không có ở cái khu vực đó nữa. Bởi vì cái khu vực đó là một cái gì đó mà không thể nào quên được với chú Luân luôn. Bây giờ tới quỷ nè, xong rồi nha. Quỷ gọi là bắt hồn, bây giờ tới quỷ nhập tràng nè. Ta sẽ trả lời những, ta cũng có một cái câu hỏi thắc mắc mà không biết tụi bay có thắc mắc không, và tụi bay đã được giải đáp chưa. Nhưng mà ta đã được cô ta giải đáp rồi, cho nên là ta sẽ kể. Để ta đi, ta uống một miếng nước cái. Thoải mái lên, ừ, anh bị ám ảnh đó em. Giống như là, em hiểu không? Thoải mái lên, đừng nói lóng nữa. Thiệt, ta bị ám ảnh đó bé. Giống như là mày yêu một người xong mày bị kiểu giống như là bị trong mối quan hệ đó mày bị hành hạ quá đi, mày bị nó quýnh đi, xong rồi sau này mày tới với mối quan hệ khác mày cũng sợ nó quýnh mày đó. Là cũng giống vậy đó má. Tao bị hả? Bị đó. Cái thông tự nhiên qua đây tao cũng nói lắm luôn. Tao không có kiểu mà bị thói quen đó bé. Hấp dẫn nha. Cái gì vậy trời, vừa nghe vừa sụt. Ghê quá, tự nhiên nghe chuyện ma mà sụt vậy sao trời. Nghe vừa sụt là sao vậy bà? Ở đây không sao, tích chóc gia trưởng ha anh. Đúng rồi, nó gạt nó va vưởng quá đi, giờ thành Uzun Bio rồi mà vẫn sợ. Ồ, vẫn sợ Uzun Bio lắm. Ê, mặt mộc nè, từ từ nha. Nè, tao cho tao đây ra mặt. Đó, mặt mộc cũng ok chứ bộ. Đó, mặt, khoan, cái này là để miếng filter rồi. Bây giờ kể tiếp nè. Quỷ nhập tràng. Bây giờ tao kể đi. Cái ông thầy Pháp đó, về cái ông thầy Pháp, ở lòng không, không phải là ông thầy bùa. Ông thầy Pháp thì mất rồi, bây giờ chỉ có thế hệ sau thôi, gọi là the next generation, là cô Tư Ngọc. Nhưng mà ông thầy bùa thì vẫn còn sống nha má. Phe ác nó sống lâu lắm. Phe ác nó sống lâu cực kỳ, tụi bay có thấy vậy không? Phe ác nó sống lâu cực kỳ. Thôi không có chửi TikTok đâu, Uzun Bio của anh mà. Không có chửi đâu nha. Nha, không có chửi nhau, không có chửi TikTok đâu. Nha. Rồi. Ok. Thì cái ông thầy bùa này nè, ổng là nuôi binh. Như hồi nãy anh cũng đã nói rồi, là cái ông thầy bùa này ổng nuôi binh. Thường á là người ta sẽ cúng cho cô hồn, hay là cúng cho ma quỷ, hay là cúng cho ma thôi chứ, là cúng cho những cái dông á, là vào ngày 16 âm lịch. Thì cái hôm đó cũng là ngày 16 âm lịch, thì cái ông thầy bùa này nè, là ổng có nuôi binh. Và cái ngày 16 âm lịch là thường là ổng sẽ đi cúng cho binh của ổng. Và ổng có nuôi binh tại một cái cây me. Cây me trong làng nha. Cây me là cây me của chung, mà nuôi binh là ổng nuôi binh trong cây me đó đó má. Có bị điên không? Cây me là cây me của chung, mà nuôi binh là nuôi binh trong cây me đó. What the fuck? Cái xong rồi, có một cái ông đó xin phép đặt một cái tên đi. Hôm đó ổng xui lắm tụi bay ơi, cái ông này ổng xui lắm. Ổng xui rủi cực kỳ, ổng xui lắm. Đặt cho ổng cái tên đi ha, một cái tên đi. Ê hề. Đã hè. Nó nuôi thì ai biết má. Tên gì? Tên thiệt. Tên là ông Điền đi. Ông Điền. Thì cái ông Điền này nè. Alo. Ủa? Con chuột đâu rồi? Ok. Cái ông Điền này, ổng là thuộc dạng giống như là say xỉn tối ngày.
gọi là tối ngày này chỉ có bia rượu thôi. Thì hôm đó là 16 âm lịch, ổng xui rủi sao ổng nhậu xỉn quắc cần câu, cái ổng mới đi vô trong cái cây me đó, ổng ngủ ở dưới gốc me, gọi là ổng ngủ ở dưới gốc me. Xui rủi sao là cái ông này ổng nuôi binh, cái ông kia lại nuôi binh ngay gốc me, và lúc ổng cúng binh ổng cũng làm ngay cái gốc me đó. Thì ông cái ông Điền này nè, ổng đang ngủ mà ổng đái luôn, có nghĩa là trong giấc mơ là ổng đi vệ sinh. Xỉn mà, trong giấc mơ ổng đi vệ sinh xong ổng đái luôn, ổng đái ra chỗ cái gốc cây me đó luôn, ổng đái ra chỗ gốc cây me đó. Cái xong rồi sáng ngày hôm sau ổng như một con người khác luôn. Sáng ngày hôm sau ổng như một con người khác. Biết ổng làm gì không? Tự nhiên sáng dậy ổng không ăn nhậu nữa, nhưng mà ổng chuyển sang ổng ăn thịt sống. Không ăn nhậu nữa mà ổng chuyển sang ổng ăn thịt sống. Ổng đi xuống dưới sông, người ta chứng kiến thấy cảnh ổng bắt con cá trê, ổng chụp con cá trê một cái một luôn. Bắt cá mà chỉ cần dùng tay thôi tụi bay. Ổng chụp con cá trê như nè, ổng ngóc lên, mà ổng thịt con, ổng ăn con cá trê mà màu máu á nó tuôn ra. Rồi xong rồi hả, ổng ăn tới, ổng ăn tùm lum con hết, ổng ăn con gà, ổng ăn con vịt, ổng ăn con gì ổng cũng ăn sống, mà đặc biệt là mấy con nó còn dễ đành đạch luôn á. Trời ơi, sashimi kiểu này thì hơi căng đó nha, hơi nhiều lãi đó, đó. Hơi nhiều gọi là sao ta, nhiều lãi ha. Đó là vậy đó. Cái xong là ổng ăn thịt gà, thịt vịt mà mấy con nó còn nhảy nhong nhong luôn. Trời ơi, mấy con nó còn thuộc dạng là nhảy nhong nhong mà nhảy đành đạch luôn. Thì gia đình này á mới thấy là ủa sao kỳ vậy ta. Đồng ý là sau cái vụ đó đi, là ông này ổng hết nhậu rồi, nhưng mà bây giờ là ổng ăn uống kỳ cục quá, thì mới đem ông này đi lên coi bà Tư Ngọc làm sao. Thì bà Tư Ngọc vừa vô nhìn thấy là bà nói vậy nè, vừa nhìn thấy ổng thôi là bà nói nè: trời ơi, mấy người bị gì vậy? Cái ông này là ổng chết rồi. Ổng đứng đó sờ sờ. Mà bà Tư Ngọc có kêu, cô Tư Ngọc có kêu: ông này là ổng chết rồi, sao để quỷ nhập tràng nó nhập vô trong người ổng vậy? Mà cái xác này á không phải là xác bình thường nữa, là xác hội. Tụi em hiểu xác hội là gì không? Đố tụi em á. Biết xác hội là gì không? Xác hội á là rất nhiều người đang ở trong cái xác này, và rất nhiều người ứng ở ngoài để thay phiên nhảy vô trong cái xác này. Có dòng già, dòng trẻ, dòng cô gái, dòng bà già, dòng con nít, dòng tùm lum dòng hết. Nói chung là xác hội là cái xác đó đó, là nguyên một nhóm ma, nó kiểu mà nhóm binh luôn á. Là những cái đó, là những cái con binh, mà những cái người đó đó là những cái con binh mà cái ông thầy bùa đó ổng chơi, là cái ông thầy bùa đó ổng nuôi là những cái con binh đó đó. Thấy ghê không? Hội ở đây có nghĩa là đông, hội ở đây có nghĩa là đông người đó, là vậy đó. Có nghĩa là nó cái bà Tư Ngọc kêu là hết rồi, cái này không, cái này là ổng chết rồi, nhưng mà cái nhà bên của nhà cái ông Điền này không tin, cho nên là nhà ông Điền này kiểu giống như là không, cha của tôi còn sống. Không, cha tôi còn sống. Và từ chối cô Tư giúp luôn. Có nghĩa là trời ơi, cô Tư Ngọc giúp là kiểu mà giúp gọi là phước đức thôi đó má. Là giúp là kiểu giống như là giúp đỡ thôi đó. Mà nó từ chối luôn. Gia đình ông này từ chối luôn là không cần.
nói mà cãi rất sao hay cãi quá, cãi gì tới đây làm cái gì, giống mấy đứa coi tai gói tao ghê. À, nó có lừa dối em không? Có nha em. Không, ảnh không phải người vậy đâu, bà ảnh sai rồi. Ủa? Vậy mày bút tao chi vậy? Mày không tin tao mày bút tao chi? Mày không tin tao mày bút tao chi? Tức quá trời luôn. Dăm ba bữa nhắn tin tao: anh ơi, nó chia tay em, nó công khai con khác. Ê, vậy thì tự nhiên đi lại cô Tư Ngọc chi, tao tự ái nha, tao là bà Tư Ngọc tao tự ái lắm đó. Từ chối nhận giúp đỡ luôn, mà giúp đỡ có lấy cái gì đâu. Có lấy cái gì đâu. Không lấy cái gì nhá. Không lấy cái gì nhá. Cái xong rồi nhá. À, em đi quậy, ú trời, trời 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 đó. Đợi em xíu. À, anh vẫn nhận coi tarot nha mọi người ơi. À, khi mà mọi người muốn coi tarot thì mọi người vô trong cái trang Instagram của anh đó. Trang này nè, anh có để cái nick mà bút tarot ở trên đó là Winnie Tarot, mọi người vào tham khảo nha. Trời ơi, ở trên này nó tiện quá trời luôn á. Trên này nó tiện quá, tiện nha, công việc kinh doanh. Không có đâu, anh coi tụi em nha, như là người nhà đó. Ừ. Rồi, kể tiếp nè. Thì cái lúc này sau khi mà đem về rồi, sau khi mà đem về rồi là cái ông này nha, tại vì ông này ổng chết rồi mà, ổng chết rồi, cho nên là bắt đầu một tuần sau đó là ổng thúi rình luôn. Ổng ngồi trong nhà mà cái nhà nó thúi rình, biết sao không? Tại xác của ổng phân hủy, ổng chết rồi mà, cái người ở trong người ổng đâu có phải là ổng đâu, cái người ở trong người ổng đâu phải là ổng đâu, quỷ nhập tràn đó. Ngồi mà rớt miếng thịt ra luôn. Tao nói cho tụi mày, đang ngồi chết rồi rớt hoài luôn á. Đang ngồi ăn cơm, đang ngồi ăn cơm mà rớt miếng thịt, mà không phải là thịt ở trong chén cơm nha má, thịt trên người ổng á. Trời em ơi, ổng không có tắm. Ma quỷ cần tắm hả bé? Tùy thôi, tùy thôi. Nhưng mà ổng không có tắm, đang ngồi ăn cơm nha, rớt miếng thịt xuống. Mà ngày nào ổng cũng ăn hết, mà ổng ăn toàn đồ sống không à. Ổng ăn toàn đồ sống không, ổng ăn rất nhiều. Mà ổng từ mấy chục ký, ổng rớt còn 38 ký. Ổng là đàn ông mà, tụi bay tưởng tượng đi. Ổng mà ổng là đàn ông, trong đây có đứa nào, 38 ký không? Ổng là đàn ông, ổng cao to lắm. Ổng từ cả chục ký, 80 mấy ký mà ổng rớt còn có 38 ký. Ổng tắm khô hả là sao mà? Ê, ta cũng thắc mắc là ổng có đi vệ sinh không nha má. Còn có 38 ký. Cái xong rồi, xong rồi á, thì bắt đầu cái nhà này sợ quá thì mới đi nhờ cô Tư Ngọc giúp. Kỳ này cái nhà này mới tin cô Tư Ngọc, tại vì bắt đầu ban đêm là biết ổng hiện hình đó. Kỳ này mới đi nhờ cô Tư Ngọc, thì cô Tư Ngọc từ chối. Cô Tư Ngọc nói vậy nè: hôm trước á thì em có muốn ngỏ lời, em muốn giúp gia đình mình, nhưng mà gia đình mình từ chối. Thì em nghĩ là cái duyên của mình với gia đình mình chỉ tới đó thôi, cho nên em nghĩ là mình không có duyên để giúp gia đình mình nữa, cho nên là gia đình mình đi tìm thầy pháp khác nha. Chá ra tiểu tuổi khác nha. Cái xong là phải đi nhờ, phải đi nhờ người khác. Thì trong ba cái người mà đợt trước á, kể tới cái đoạn mà của cái anh Luân á, thì không, cô Tư Ngọc không giúp. Ông thầy thuốc ở Tân An không giúp, thì phải nhờ cái người ở giữa. Thì cái người ở giữa này mình gọi là chú Tứ đi. Thì cái chú Tứ này giúp. Thì cái chú Tứ này mới tới và đánh lộn với lại cái
cái xác hội đó, cái con quỷ nhập tràng đó. Quên kể, tao quên kể đoạn này, tao quên luôn. Là đúng thiệt là khi mà cái ông này ổng, cái ông Điền á, ông bị quỷ nhập tràng nhập vô trong người á, là ổng điên nhón gót. Khoan, để tao dừng lại, tao kể tới khúc trừ tà đi. Thì tao nói là ông này ổng chuyên đi nhón gót luôn, đi nhón gót á, đi nhón cái gót lên vậy nè, đi nhón cái gót lên á, hiểu không? Là cái ông này ổng đi nhón cái gót lên, là cái biểu tượng, biểu hiện đầu tiên là ông này ổng đi nhón gót. Cũng y chang như cái đợt trên TikTok là có cái bà kia bà kể, là bà bạn bà mới đi nhón gót. Thì tao mới hỏi cô tao là có cái lý giải nào cho cái việc nhón gót này không. Thì cô tao nói á, cái xác nhón gót lên á là bởi vì bị cái vong nó điều khiển, cái vong quỷ nhập tràng nó điều khiển. Mà điều tao mới hỏi cô tao điều khiển là điều khiển sao. Có nghĩa là bây giờ nè, tụi bay tưởng tượng đi, cái chân của cái người, cái xác người mà bị con quỷ nhập tràng nó nhập vào á, là cái bàn chân nó đang vậy đúng không, nó nhón cái gót lên là vậy đúng không, người ta đi bình thường người ta đi nhón gót vậy đúng không. Thì cô tao mới giải thích á, là cái vong, cái hồn của con quỷ nhập tràng á, con quỷ nhập tràng nó lòn cái chân của nó ở dưới á, nó lòn cái chân của nó ở dưới cho nên người ta mới đi nhón gót. Ghê thiệt luôn á. Ê nói nghe nè, ê lòng cho mượn cái chân cái, cho mượn cái chân đấy thị phạm cho mấy đứa này coi nè coi cái chân này nha, chỉ qua bên đây nha, cái chân nè đó, ví dụ đi lòng đưa cái chân qua nè, lòng nhón gót lên đi, nhón gót lên nè, con quỷ nó sẽ nhẹ nè, rồi đè lên đó, đè lên luôn rồi đi. Hiểu không? Ê, đưa con Katarina giùm anh. Hiểu không? Nó là vậy đó mấy em. What the fuck? Anh, what the fuck? Anh, trời ơi, quá là hợp lý cho cái việc giải thích này luôn. Ê, mấy bạn trên yêu tụi bé thì không thấy được, nhưng mà mấy bạn này trên này hiểu. Là hiểu không? Nó nhỏ như nè. Trời ơi, sợ mãi, tụi em tưởng tượng đi. Không, anh không có lông chân từ kia rồi, anh không có lông chân. Thấy rồi nên bình thường. Thấy rồi hả má? Má này thấy rồi, có mấy má chưa thấy cho nên ta không bất thường nè má. Ra vẻ gì vậy bà? Thì có mấy đứa này như tao nó không có biết thì cho tụi tao bị sốc thôi má. Má thấy bình thường thì kệ bà. Ra vẻ gì vậy trời? Biết rồi, Big Bigger hả má? Big Bigger hả? Tụi em, lớp học của chúng ta có một con Big Bigger giải quyết nó liền. Làm lại đi. Làm lại đi bùm bùm nữa chứ, thấy ghê ấy mẹ. Thấy ghê thiệt luôn á. Thấy ghê thiệt luôn á. Hiểu à, rồi xong. Không, nó chỉ nhập vô là nó dựa hết vô trong cái người gì nè. Là nó bỏ hết nguyên cái người của người ta, nó là quỷ nhập tràng á. Nó sẽ bỏ hết nguyên cái người của người ta, nó giống như là con rối á. Nó xem người ta như là một con rối thôi. Nó dùng cái xác của người ta thôi, nó sẽ xem người ta như một con rối, nó đi gì nè. Nó đi gì đó. Cái xong rồi. Xong rồi nha. Thì bắt đầu hả là cái ông Tứ đó, ổng tới đó để ổng giúp cái gia đình này. Thì ổng mới quýnh lộn với lại những cái con quỷ nhập tràng đó. Ổng quýnh không có lại. Ổng quýnh tới nỗi phọt máu luôn mà. Một mình ổng đâu quýnh lại đâu. Cái đó gọi là cái xác hội rồi. Là nó là nguyên một cái rúp thay phiên nhau để dựa vào cái xác này. Thì lúc này đã quýnh không lại. Quýnh không lại thì mới chơi cái đoàn gọi là cái đoàn đàm phán. Quýnh không lại thì chơi cái đoàn đàm phán. Thì khi mà đàm phán nó mới kêu là thôi lạy các cụ. Là lạy, là lạy, lạy những cái người đó mà kêu là cái bây giờ, bây giờ là chuyện là vậy đi. Bây giờ tao quên rồi, đàm phán gì tao quên rồi. Từ từ, tao do tao nhớ tới cái vụ cái chân quá tao sợ. Thì người ta mới kêu là lạy các người, là kiểu mới làm các ngài đang ngự ở trong cái xác này, dù gì cái xác này cũng mất rồi, cái xác này cũng chề khê, cái xác này cũng chết rồi. Thì bây giờ ngự thì cũng không có làm cái gì hết, tội cái xác này, thôi bây giờ thả cái xác này ra đi. Thì mấy cái người đó nhập vô trong cái người cái ông này nè, lúc đó cái người ông này thúi nát lắm rồi. Ông cái người đó mới nói nè. Tao á, tụi tao á sẽ từ bỏ cái xác này, nhưng mà con cháu của cái xác này á, sau này tụi tao quay về á,
tụi tao sẽ bắt hồn hết tụi nó. Tụi tao sẽ làm cho con cháu của cái xác này bắt lụi bại, bắt hồn hết tất cả các tụi nó. Bởi vì cái xác này dám đái lên nhà của tụi tao. Bởi vì cái xác này dám đái lên nhà của tụi tao, tao sẽ bắt hết hồn con cháu của cái xác này. Nói vậy đó. Chuyện nào mà hôm nay tao kể trên TikTok là chắc cái kênh tao nãy giờ là đã đông ha. Nhưng mà không, tao chuyển sang từ từ, mốt chắc nhiều khi tao kể chuyện ma ở trên này luôn á. Tại vì hả, tao muốn nói cái từ gì tao nói. Tao nói thiệt luôn á. Tao cũng ngại, tao cũng mệt cái vụ mà hả. Tao cũng mệt cái vụ. Tao mệt cái vụ mà kia quá rồi, tao mệt cái vụ ấy quá. Cái mà cái vụ mà nó cứ hả lâu lâu nó chặn cái nít tao á. Tao mệt quá rồi. Thì thả cái xác này ra, thả cái xác này ra xong cái thác thú ình. Thả cái xác này ra cái xác thú ình luôn. Nhưng mà sau này chậm vía là không hiểu sao, hình như là tụi nó cũng lượt bọn họ nói, nhưng mà bọn họ kiểu như là cũng tha cho cái nhà này á, cho nên là cái nhà này vẫn sống bình thường. TikTok gia trưởng quá à. Bài học rút ra là không được đái bậy. Itachi làm nguyên dòng họ đai. Má này nữa. Bài học rút ra là gì nè, khi mà tụi em á mà làm cái gì hoặc đi đâu á, là tụi em muốn mà đi vệ sinh là tụi em phải xin. Tụi em phải xin người ta là con lạy cô chú anh chị hút mặt hút mặt, nếu mà có ở đây á thì hả cho con xin, cho con xin, con mắc vệ sinh quá cho con xin đó, ví dụ vậy. Còn tao chỉ nè, có ở đây có đứa nào mà kiểu giống như là ở đây mà có đứa nào mà kiểu giống như là ở trọ không, bây giờ là đang là sinh viên hoặc là bây giờ đang ra ngoài đời tự lập á, đang ra ngoài đường tự lập và không có ở nhà, hoặc là tụi em có nhà cũng được, nếu mà tụi em cũng muốn tham khảo cái này. Anh là con cưng của TikTok rồi, nhưng mà mình cũng phải hạn chế, có kiểu là khu Jun Bio này cũng không có muốn ngã là khó xử, kiểu mất công là bị nói là thiên vị anh này kia, thì cũng ngại mấy cái bạn khác, hiểu không? Các bạn có ở đây có bạn nào như vậy không? Mà các bạn đang kiểu giống như là muốn làm ăn, hoặc là không, cái này chỉ dành cho mấy bạn làm ăn thôi nha. Thiệt ra nếu tin có ma thì ở đâu cũng có ma. Mà thật ra là trong nhà tụi mình cũng sẽ ai, nhà ai cũng có đó. Hiểu không? Thì bây giờ ví dụ nhà bạn có đi, thì các bạn cũng lựa vào những cái ngày 16 âm lịch đó, hoặc là mùng 2, ví dụ như tao hôm nay nè, 16 hoặc mùng 2, các bạn cúng một cái bàn mà cúng ở ngoài bàn thiên, mà cúng ở ngoài trước cửa nhà, có thể trước cửa phòng trọ hay là trước cửa nhà, cúng cái bàn thiên đó. Xong rồi hả, cúng cái gì cũng được, cúng bánh kẹo bình thường thôi. Không, ta đang dạy mấy cái đứa mà đang đi làm hoặc là đang kiếm tiền, thì tụi em cúng cái bàn đó, tụi em ra cái chỗ mà bán giấy tiền nhận bạc á, tụi em kêu là cúng bàn thiên đốt cho kiểu mà cúng 16 âm lịch với lại cúng mùng 2 rồi đó, là người ta sẽ đưa cho nguyên một cái bộ. Thì cúng kêu là con lạy tứ phương tám hướng, con lạy táp ơi, con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, tám phương trời, mười phương chư Phật hay chín phương trời, chín phương trời, mười phương chư Phật, con lạy tứ phương tám hướng, con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật. Con á, ở cái nhà này con tên là dày dày dày, con lạy cô chú anh chị khuất mặt. Nếu mà có trong nhà của con á, thì bây giờ tụi bay xin cái gì tụi bay xin. Ví dụ có trong nhà của con á thì đừng có hù con. Cũng nếu mà sợ quá thì kêu, nếu mà có gì thì đừng cho con thấy. Mỗi tháng con sẽ cúng cho phù hộ cho con làm ăn, với lại phù hộ cho con là kiểu giống như là sức khỏe. Nói chung là tụi bay muốn cầu cái gì tụi bay xin. Xong là mỗi tháng ngày lựa đi, ngày 16 hoặc là mùng 2 mình cúng, là tụi bay sẽ thấy khác á. Thiệt, thôi hồi nhỏ tao không biết cúng kiến á, chứ tao biết cúng kiến rồi. Thiệt ra là người ta mình đàng hoàng, mình nai với người ta là người ta nai với mình nè, hiểu không? Tại vì tao đang nghiêm túc thì tất nhiên giọng tao phải đổi thôi. Tao đang nghiêm túc mà má, giọng tao phải đổi thôi.
hiểu không? Thôi thôi, không có gan. Anh đang dạy mấy đứa em ruột nào á mà muốn kiểu giống như là làm ăn hay là muốn gọi là tiền bạc, anh đang dạy kiểu giống như là chia sẻ, đứa nào muốn muốn biết cái đó thì làm, còn không thì thôi. Hồi xin số má. Xin số cái đó là người ta phải đi dành cho mày, chắc không ai làm đâu. Rồi. Đợi mình xíu nha. Trời gì mà dài. Lần đầu tiên trái thanh long trong bánh tráng, đói quá, cho em chục bịch. Muốn quay lại với người yêu cũ. Có luôn nha, có teo quay lại với người yêu cũ nha. Bạn nào mà có người yêu á, nè, tao nói nghe nè, đợt này là có tình cảm kháng khích. Bạn nào mà có người yêu á thì các bạn có thể nói với mình, mình bỏ cái đó là kiểu như là các bạn hả, giữ chặt nhau luôn. Không nha, yêu thương nhau luôn. Nhưng mà cái này á, nó không có phải là ngải đâu nha, cho nên nó là một nguồn năng lượng tự nhiên thôi. Nó là một nguồn năng lượng tự nhiên thôi, cho nên các bạn đừng lo. Rồi bây giờ mình kể chuyện ma tiếp ha. Rồi, cái chuyện là vậy nè. Có cái anh đó, ảnh chạy xe ôm công nghệ mà ảnh giàu lắm. Ảnh chạy xe ôm công nghệ mà ảnh giàu lắm nha. Tụi bay đừng có tưởng chạy xe ôm công nghệ là nghèo nha má. Không nha. Hồi xưa tao chạy, tao á, bắt một cái ông kia chạy xe ôm công nghệ, ổng đi nguyên chiếc mô tô luôn. Cái ổng nói với tao á là trong thành phố này anh cô đơn lắm, cho nên là anh chạy xe ôm công nghệ cho lúc nào cũng có người ngồi phía sau anh để anh chở đi. Ê, như vậy là có thiệt nha. Có spam học tập luôn nha em. Ê tụi em ơi, cái đó hả? Cái đó hả là chạy cho vui. Có mấy ông rap chạy SH luôn đó. Thì đó. Cái xong rồi. Cái anh này mình đặt ảnh tên gì giờ? Ảnh có tiền dữ lắm nha, nhưng mà ảnh chạy xe ôm công nghệ. Tìm info nó liền hả? Fred Flash chạy xe ôm dữ rồi đó. Giờ sao, ổng tên gì? Ảnh có đẹp trai đẹp. Con bé gửi câu chuyện nói này là đây là anh bạn của em và chuyện này là chuyện có thật. Anh bạn nó kể lại cho em, ảnh là một người cực kỳ đẹp trai, cực kỳ chiều người yêu luôn. Nếu mà yêu ai là nuôi người đó. Tên gì? Tên Tuấn đi ha. Tuấn đi ha. Rap chạy phân khối lớn luôn, tao nói thiệt. Tên Tuấn đi ha. Anh Tuấn. Anh Tuấn này, ảnh chạy xe ôm công nghệ. Thì cái lúc mà ảnh chạy á, thì ảnh mới hả chạy trúng một cái bạn nữ đó. Thì cái bạn nữ đó rất là đẹp gái và đúng gu của ảnh. Bạn nữ đó cực kỳ đẹp gái và bạn nữ đó đúng gu của ảnh luôn nha. Thì sau này á, cái anh Tuấn này, có nghĩa là cái lúc đó anh Tuấn này ảnh mới giữ liên lạc với bạn nữ này và xin info bạn nữ này. Ta nói thiệt, ổng chạy cái xe đó mà ổng xin info là chắc chắn cho, dù mặc dù á xe ôm công nghệ, nhưng mà chạy cái xe đó cỡ nào xin info cũng cho thôi. Thì con nhỏ đó xin phép được đặt tên nha. Nhỏ đó tên gì? Nhỏ tên gì giờ? Mấy đứa, nhỏ tên gì? Cho xin cái tên đi. Không có, ông nó ở đây đâu má. Cái thằng Quân gì đó là không phải đâu nè má. Thằng Quân gì đó là nít ảo rồi mày nghe. Thằng đó đi rồi xong rồi nó lừa tình lừa tiền mày nha. Nó kêu hả, nó mới vừa hả cho nít, không phải nó đâu đó má. Con Trần bị lừa tình lừa tiền đó. Nó giả bộ, nó đưa cái nít gì đó, xong rồi mấy cái đứa này tưởng thiệt cái vô, xong rồi hả này kia cái nó lừa tiền đi. Dạo này đàn ông đàn em nó lừa tiền dữ lắm đó tụi bay. Không phải phụ nữ lừa đâu. Tao nói trước á, tao nói trước nha, trong cái live này của tao không có lừa đảo nha. Đụng tới mấy đứa em buộc tao á là tao hả sống chết đó. Còn tụi bay mà quen biết thằng nào mà thằng nào mà nó dụ tụi bay trên này cũng không phải lỗi của tao nha, tao nói trước. Bất, để tao nói trước, sau này có gì mà ra tòa là tao không có cãi, không có cãi tao. Bị nó dụ đi là không có một hai qua đây nói là tại anh Bảo nha. Lấy nhỏ nó tinh thơ đi ha, nhỏ nó tinh thơ đi ha. Rồi ok. Thì chạy trúng con nhỏ thơ này. Thì cái con nhỏ thơ này nè, nó mới gọi là đẹp lắm, vẻ ngoài của nó nàng thơ lắm. Thì
hai người này, cái anh Tuấn này ảnh mới gọi là xin info nhỏ thơ này, rồi hai cái người này nói chuyện. Hai cái người này nói chuyện, sau một khoảng thời gian mà hai cái người này nói chuyện á, thì một tuần sau đó là quen. Nói chuyện một tuần là quen rồi. Sao mày? Tên lửa hả? Tên lửa hả? Trời ơi, cứu tao với tên lửa hả? 22 giờ qua rồi, sao lẹ dữ vậy? Sao dễ vậy? Ý là có người yêu lẹ. Một tuần là xong rồi má. Mà đúng thiệt, gặp thằng này vẻ ngoài của cái ông này như vậy mà một tuần là đúng rồi. Nước đi này quá nhanh luôn, đốt cháy giai đoạn kinh khủng. Thì cái ông này á, ổng mới quen cái bà này một tuần rồi, thì quen được gọi là một tháng. Sau một tuần là quen, thì quen nhau được một tháng, thì cái con thơ này nó mới nói chuyện với lại cái ông Tuấn này. Nó mới kể là: em nói cái này cho anh nghe nha, bởi vì bây giờ em với anh thân thiết rồi nên em mới tin tưởng em kể cho anh nghe. Thì ông Tuấn này mới nói là: em cứ nói đi. Thì cái con thơ này mới kể: thiệt ra em làm karaoke, em làm gái ở karaoke. Cái xong rồi ông cái ông này ổng sốc. Ông này kiểu: thiệt ra là thí dụ mà tụi bay cũng sốc chứ. Bây giờ thí dụ tụi bay là con gái đi. Cái xong thằng đó kêu là: thiệt ra anh làm trai ở trong club mà anh nhảy, anh cởi trần á, anh nhảy đùng đùng á, tụi bay có bị khựng không, tụi bay bị sốc không, tụi bay cũng sẽ hơi sượng một chút xíu. Nhưng mà thằng này thương con nhỏ này thiệt. Nhưng mà nhỏ này kêu: không có phải làm gái bậy bạ, em chỉ là rót bia thôi, ai mà em thấy hết đá thì em bỏ đá vô. Trời ơi, tao không nói từ đầu, tự nhiên vô cái em làm gái karaoke. Nói mẹ từ đầu em làm hả, busy đúng không? Nói mẹ từ đầu em làm busy đi, làm gái karaoke. Nhưng mà không, cái công việc của em là em cứ thấy ai mà hết đá rồi em bỏ đá vô. Tin được không? Thì đúng. La bên đây mượt thế thì không má. Thì không, la bên đây mượt không? Thì không. Cái xong nổi hả? Mở bài hơi quá nha. Ừ, mở bài hơi lố. Hù anh thôi. Ủa? Tự nhiên vô làm gái, em làm gái karaoke, giật mình luôn má. Không, em hả gót bia với lại là em vô đá cho người ta. Cái xong nổi hả? Cái con thơ này mới kêu là: quen nhau một tháng rồi, em tin tưởng em mới kể cho anh nghe, không phải cái gì em cũng chia sẻ cho người khác đâu. Những người yêu trước không ai mà em nói là em làm nghề gì là hay là em ở đâu hết trơn á. Anh là người đầu tiên mà em làm những điều đó. Thiệt ra nói thiệt nha, mấy ai mà kể như vậy á, thiệt ra cũng là một trong những cái red flag. Nhưng mà anh không nói cho tụi em, anh ít khi nào mà đề cập tới cái vấn đề này á, hiểu không? Có nghĩa là anh nói thiệt với em nha, em là người đầu tiên á mà hả anh hả có thể thoải mái nói chuyện với em như vậy. Mấy người con gái trước anh không có như vậy. Đúng rồi, mấy người con gái trước á anh không có thoải mái nói chuyện, anh lột đồ nó dễ hơn. Anh thoải mái lột đồ thôi chứ không thoải mái nói chuyện, đúng không? Flat flat đó. Cái gì mà một trong những người đầu tiên tin tưởng lắm hay cái gì đó, tin tưởng lắm bộ nói được dễ dàng vậy hả? Hoài đi cho tao. Tao nói rồi đó, một trong những cái red flag nè, tụi bay mà là em ruột tao mà tụi bay bị trai dụ mà gái dụ kiểu đó nha, mà về đây mà khóc lóc với tao là tao không nhận em ruột đâu á. Tao nói trước, tao cảnh báo hết rồi đó. Bao nhiêu cái gọi là tao bí kíp là tao nói hết. Tao mà chỉ cần biết đứa nào em buộc tao mà trên line này nè, mà khóc vì trai vì gái mà vì nó lừa nó nói mấy cái câu này thôi đó nha, là đừng có nhận em buộc của tao nha. Nha, tụi bay mà tin nha, không có em buộc gì với tao hết nha, tiếp thu giùm tao nha. Rồi thì con nhỏ này nói vậy xong, thằng này lúc đó tức lắm.
Nhưng tự nhiên nó yêu nhỏ này dữ lắm. Nó cảm thấy là thương con nhỏ này. Nó thương cho con nhỏ này. Số phận của con nhỏ này phải đi làm cái đó. Con nhỏ này nó kể là em có nỗi khổ riêng thì em mới đi làm cái đó. Thì nó thương, thì nó mới lo, nó mới nuôi con nhỏ này. Xong rồi, ban đầu nó còn hơi giận là tại hơi tức, nhưng mà sau đó thì nó thấy thương nhỏ này nên nó yêu nhỏ này được 3 tháng. Yêu nhỏ này tới tháng thứ 3 thì thằng này, thằng Tuấn này nó có một thằng bạn. Nè, thằng Tuấn này có một thằng bạn nha. Thằng bạn tên gì đây? Cứu anh với. Thằng bạn tên là thằng Hoàng đi, thằng Hoàng. Thì cái thằng Hoàng này nè, nó đang đi giữa đường. Thì tất nhiên á, là thằng Tuấn này á, nó đã ra mắt bạn gái nó với bạn bè nó hết trơn rồi. Đàng hoàng ha, giàu tử tế, đẹp trai. Quen gái thì ra mắt hết với bạn bè. Thằng Hoàng đang đi nửa đường thì thấy có một thằng kia, chạy SHI đang chở một con ghệ nào chiến quán. Thì đàn ông mà, nó phải nhìn gái. Thì nó nhìn con ghệ của thằng SHI đó thì nó phát hiện ra là con bồ của thằng bạn nó, tức là thằng Tuấn. Vô phòm không? Tương tác cái tao đi. Vô phòm không? Trái đất tròn. Thằng Hoàng mới thấy cái con ghệ nào trên xe của thằng SHI mà má cái tướng nó bốc quá. Nhìn một hồi, ê, ghệ bạn mình. Thấy chưa? Vô phòm không? Một khúc. Cái xong rồi, thằng Hoàng này gọi họ liền cho thằng Tuấn. Thì kêu là: mày ơi, tao đi, tao phát hiện bồ của mày đang đi với một thằng nào chạy SHI mà hai đứa ôm nhau xà nẹo. Tao dí theo tụi nó thì tụi nó tao thấy đi vô trong khách sạn rồi. Mà bây giờ khi mà thằng Tuấn tới thì hai đứa này đã đi rồi. Nhỏ nó cũng về rồi. Tính ra là cái thằng SHI đó ra cũng lẹ. Ý là ra cũng lẹ. Ý là thằng đó chạy tới không kịp. Thằng SHI ra cũng lẹ. Kiểu vậy đó. Ủa sao thấy comment gì hết vậy? Có bị lắc không? Thế cho em mụ đi hỏi cái coi, vô coi cái comment không? Mọi người ơi, alo. Sao mấy ai comment gì hết vậy? Yếu hả? Non. Ủa? Sao anh không thấy comment ta? Trời ơi, không lẽ anh phải mua thêm điện thoại thứ ba hả trời? Anh không thấy comment. Ồ, phải đọc cái điện thoại này anh thì anh mới thấy được comment của tụi em. Thôi bây giờ anh cứ kể đi ha. Anh không thấy comment nữa. Ê, để xác xác đây coi comment cho anh đi. Để xác xác đây coi comment cho anh nha. Gì vậy trời, nó tức ghê, nó không thấy comment. Nhưng mà anh đọc cái nick này thì anh thấy. Không có lát. Ủa, nhỏ này comment gì vậy? Ủa là vô đi ỉa cái ra hả? Không có má. Cái xong rồi lúc này thằng Tuấn á, nó mới chạy qua nhà của cái con nhỏ. Nó chạy qua nhà của cái con nhỏ thơ. Nó mới cự lộn với nhỏ thơ. Nó đòi chia tay. Nó kêu là chính mắt bạn tao thấy mày đi vô khách sạn cái thằng nào. Con thơ vậy nè má. Không có đâu anh ơi. Anh hiểu lầm em rồi. Cái đó là người yêu cũ của em á. Cái người đó là người yêu cũ của em. Em đi khách sạn với người yêu cũ của em. Ủa là sao má? Má này là sao nữa? Ủa là giải thích dữ chưa? Là giải thích dữ chưa? Là giải thích còn tức hơn nữa. Không có. Mà giải thích dữ chưa? Thơ quá vậy. Khỏi diễn. Cái tầm lúc này nhỏ thơ này nó mới nói là người yêu cũ của em á, hồi trước á, em với người yêu cũ của em có quan hệ với nhau. Nhưng mà trong cái lúc quan hệ á thì cái thằng khốn nạn nó quay clip em. Bây giờ hả, nó kiểu giống như là nó tống em á.
nó ép em là phải đi chơi với nó. Nếu mà em không đi chơi với nó là nó sẽ đăng clip em lên. Em sợ quá nên em mới đi chơi với nó. Anh phải hiểu cho em bị hại thôi anh ơi. Nói gì đó. Cái xong rồi tự nhiên thằng này thấy dịu. Tự nhiên thằng này nghe lời nó nha. Tự nhiên nó nói xong cái hả, thằng này nói là trời thương con người yêu mình quá. Cái xong rồi con nhỏ này mới nói là anh yên tâm đi, em giải quyết với anh ta rồi. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa. Anh ta nói là chỉ đi một lần này thôi, đi khách sạn một lần này thôi, anh ta sẽ xóa clip. Anh ta xóa clip rồi anh ơi, là em sẽ không còn đi với anh ta nữa. Anh hiểu cho em nha, em có nỗi khổ riêng em mới làm vậy. Vô khơm không, thằng này tin liền luôn. Anh kêu trời ơi, tội người yêu mình quá, thằng kia khốn nạn quá, sao nó đối xử với một cô gái như vậy. Vậy đó, thao túng tâm lý má. Thì lúc này thằng này tin rồi thì ok không, thằng này cứ tiếp tục quen má này được hơn thêm nửa năm nữa. Nửa năm là 6 tháng mà thằng này quen nhỏ này 3 tháng là tổng cộng là quen 9 tháng, gần 1 năm. Thì bắt đầu thằng này với nhỏ này ở là có nghĩa là mỗi lần mà thằng này á, con nhỏ này nói vậy nè: anh ơi, mỗi lần mà anh trước khi mà qua đón em đi chơi anh phải thông báo cho em nha, với lại là trước khi đi đón em đi chơi là anh phải gọi điện thoại cho em, xong rồi hả, hay là trước khi mà anh đột ngột qua anh phải gọi điện thoại cho em trước nha. Ê, thằng này cũng làm theo. Xong rồi cái ngày hôm đó thằng này đi làm về sớm. Hôm đó là nói với nhỏ này có hẹn nhau. Ta ví dụ như hẹn nhau 7 giờ tối đi, 7 giờ rưỡi tối đi. Thì bây giờ hôm nay thằng này làm giờ hành chính, thì hôm nay thằng này tự nhiên nó về sớm. 3 giờ nó về rồi, 3 giờ nó về rồi. Bình thường nó về trễ chút xíu, tuy là giờ hành chính nhưng mà nó về trễ chút xíu, nó OT thêm. Nay 3 giờ nó về rồi, thì nó muốn làm bất ngờ cho nhỏ này, nó mới chạy qua nhà nhỏ này. Nó chạy qua nhà nhỏ này để làm tạo bất ngờ nhỏ này. Thì chạy qua nhà thì là thì mới gọi, không có gọi điện mà bấm chuông. Thì anh con nhỏ này xuống, ví dụ một cái tên đi, anh nhỏ này tên gì? Anh nhỏ này tên tên là bò đi ha. Thôi anh nhỏ này tên là Nhân Mã đi. Anh nhỏ này tên là Nhân Mã đi. Nhân Mã đi, anh nhỏ này tên là Nhân Mã đi. Thì cái anh Nhân Mã đi xuống, thì anh Nhân Mã mở cửa ra kêu là: ơ Tuấn, sao mày ở đây? Cái xong rồi Tuấn kêu: Thơ đang ở trên lầu đúng không? Anh đừng có nói gì hết đó. Bây giờ em lên em hù Thơ ra cho Thơ bất ngờ chơi. Ủa, Thơ nó làm gì ở trên lầu? Hồi nãy tao thấy thằng nào rước nó đi rồi mà, tao tưởng nó đi với mày chứ. Ủa vậy nãy nó đi với ai vậy? Đi cái quần què gì mà đéo xi nha cho thằng anh mình hết trơn. Con ngu không? Thấy con này nó ngu không? Trời ơi luôn. Nói chưa? Ê, đàn ông á không phải là thằng nào cũng khốn nạn đâu tụi em, tại vì tụi em không gặp đúng người thôi. Thấy thằng này không? Thấy ông này không? Quá trời luôn, đẹp trai giàu có mà đàng hoàng mà dễ thương nữa, gây bất ngờ cho người. Đúng ngọc không? Đó là vậy đó. Ê, tao không đọc được mấy comment của mấy đứa em ruột, tao tức quá à. Phải vô đây đọc. Cái xong rồi, thằng anh nó nói vậy xong, thằng này mới nói là chắc là em đi với bạn. Chắc là em đi với bạn á, nhưng mà cũng nghi ngờ nha má. Mới gọi điện thoại: alo, em đang ở đâu vậy? Anh đang đứng trước nhà em nè. Em đang đi chơi với bạn hả? Em ở đâu, anh qua anh rước, rồi xong là hai đứa mình đi chơi. Thì cái con nhỏ này mới kêu là gì nè: anh ơi, hôm nay em thấy mệt quá, em đi với bạn em xong cái tự nhiên em bị trúng gió, thôi là bữa khác mình đi chơi nha anh. Cái xong rồi thằng này nó nghi rồi, nó mới kêu là: em ơi, hay là bây giờ em FaceTime cho anh xem em ăn cơm được không? Tại vì nhỏ này nó nói nó đang ăn cơm. Cái xong rồi hả, cái
cái con nhỏ nó mới kêu là anh không tin em hả, em đang ngồi ăn với anh hai em nè. Mà hình như là tao quên nha, tao quên, tao kể sai nha, thằng này nó không có nói là anh đang đứng ở nhà em, nó không có nói anh đang đứng ở nhà em. Con nhỏ này chưa biết thằng này đứng ở nhà em, thì con nhỏ này mới nói lại được là ờ anh không tin em hả, em đang ở ăn cơm với anh của em, anh muốn nghe giọng anh của em không. Cái nhỏ này mới đưa cho giọng của một thằng nào đó, thì cái thằng đó mới cầm điện thoại lên kêu là tao nè, tao là anh của con Thơ nè, nó đang ăn với tao nha, vậy nha. Cái xong rồi thằng anh nó là thằng Nhân Mã, thằng anh nó là thằng Nhân Mã cho mũi, thằng anh nó là thằng Nhân Mã cho mũi đọc tùm minh xộng lào mấy em diễn viên hãy nghe dính bẫy. Thằng anh của nó là thằng Nhân Mã mới giật cái điện thoại, mới kêu là ê cái con kia mày đang nói xạo nói dối đúng không, ai dạy mày nói xạo nói dối như vậy, tại sao mày lại đối xử với người yêu của mày như vậy, mày đi về nhà ngay cho tao, nó đang đứng đây, nó đang đứng ở ngay nhà mình nè, tao đang đứng với nó nè. Thằng anh kia là thằng nào, mày có một thằng anh thôi là Nhân Mã là tao nè, vậy thằng kia là thằng nào, mày về đây liền cho tao. Má đúng thiệt luôn, đúng thiệt luôn á anh, nhưng mà không bao che cho em nha, em mình mà rap, em mình mà rap flash là dạch ra luôn. Rồi hết chưa, nó lắc nè, nó bị lắc. Mọi người còn bị lắc không mọi người ơi, mọi người có bị lắc không? Mé thiệt luôn á. Rồi ok, cứ coi đọc comment giùm anh. Cái xong rồi thì con nhỏ này về, con nhỏ này dùng dằn, con nhỏ này đi về, xong con nhỏ này tính dựng ngược luôn, là nói là đi với bạn thôi mà bộ không tin hả, cái tùm lum tà la. Cái thằng này mới gây lộn với nhỏ này, thằng này gây lộn với nhỏ này xong thằng này với nhỏ này chia tay luôn. Thì kỳ này thằng này mới chia tay nhỏ này thiệt, mặc dù chia tay nhỏ này là thằng này nhớ nhỏ này lắm nhưng mà vẫn chia tay, thằng này yêu nhỏ này thiệt mà. Cái xong rồi á, chia tay mà con nhỏ này đi qua nhà quỳ lại khóc lóc xin xỏ, quỳ lại khóc lóc xin xỏ để gọi là quay lại với thằng này. Nhưng mà cái con Thơ này khi mà nó làm vậy thì thằng Tuấn cũng không gặp nó luôn, hoàn toàn tránh xa nó từ từ, cho tới khi mà hôm đó Hữu Duyên đi coi bói thì cái ông thầy coi bói nói là thằng này đang bị chơi bùa, mà cái người chơi bùa là con người yêu cũ của thằng này, tức là con Thơ. Nó chơi bùa nghe, để nó nói cái gì thằng này cũng nghe hết, cho nên trong vòng gần một năm đó là nó nói cái gì là thằng này nó cũng nghe con nhỏ này, và nó cũng tin con nhỏ này hết trơn á. Không phải là tự nhiên mà, lý do là không phải tự nhiên mà như vậy đâu, là con nhỏ này chơi bùa thằng này, cho nên là thằng này nó mới như vậy, nó mới nghe được, nó mới nghe con nhỏ này, nó mới tin con nhỏ này. Xong rồi một thời gian sau thì thằng này, ủa sao lắc dữ, có ủa mọi người có bị lắc không? Xong rồi sau một thời gian thì để cho coi chung nhé. Sau khi một thời gian á thì kiểu giống như là cái thằng này nó mới đi karaoke với mấy đứa bạn của nó, mấy đứa bạn trai của nó đó, là mấy thằng con trai đi karaoke với nhau. Thì trong cái quán karaoke đó có dịch vụ điều đào, thì mới gọi đào ra, thì trong đám đào đó có con nhỏ Thơ. Mà hồi trước á thì không có tới quán karaoke của con nhỏ Thơ làm lần nào, bởi vì con nhỏ Thơ không có cho qua, bởi vì con nhỏ Thơ nói là em không thích anh qua cái chỗ em làm, bởi vì là em không thích cái công việc này, nhưng mà công việc này kiếm ra tiền, nhưng mà em ngại với anh cho nên anh tôn trọng em thì đừng có tới. Thì thằng này nó lại đi cái quán karaoke đó, nói chung mình nó đi cái quán karaoke đó thì nó điều đào, thì đúng ngay cái con nhỏ Thơ nó đi vô luôn, hiểu không? Đó, nó đi vô trong đúng ngay cái nhỏ Thơ nó đi vô, thì mấy cái đứa ở trong đó ai cũng biết là thằng này với con Thơ quen nhau hết trơn á, cho nên là mới điều con Thơ qua ngồi với thằng này. Mà trong khi hai đứa chia tay rồi thì hai má này sắp sát nhau, sau đó cái tối đi ụ đị, tối hai má này sát vô nhau, hôm đó karaoke sát vô nhau, sau đó rồi xong rồi hai má này đi ụ đị với nhau, tình cũ không ngủ cũng mới, người ta gọi là ngựa quen đường cũ, vô khúc luôn, đi ụ đị với nhau, đi ụ đị với nhau. Cái xong rồi cái quay lại thì sau đợt quay lại này á, thằng này cũng chưa tin tưởng con nhỏ này, thằng này vẫn còn bị trích xu hiểu không, quay lại vẫn còn bị trích xu, nhưng mà sau đó thì vẫn quen con nhỏ này, cho tới khi con nhỏ này nói với thằng này, nhỏ này em có bầu rồi, thì thằng này nhận đứa trẻ luôn,
mà thằng này vẫn nghi là không biết là có phải con nó không, nó vẫn nghi nhỏ này là không biết là phải con nó không, nhưng mà nó vẫn nhận. Xong rồi một ngày kia thì nó mới phát hiện, nó đi làm về thì nó mới phát hiện là nó đi vô quán cơm tấm đó, má sao xui vậy chứ, ông bà thằng này cứu thằng này mấy vớt luôn á, tao nói thiệt, cứ cho thấy hoài, cho bạn thằng này thấy, đi coi bói nghe ra được, nhỏ này chơi bù mình mà vẫn quay lại nha. Bây giờ chính mắt thằng này thấy luôn là con nhỏ này đang ngồi ăn cơm tấm, có nghĩa là đi vô trong cái quán cơm tấm đó, thấy nhỏ này ăn cơm tấm với thằng khác mà ôm nhau xà nẹo vậy nè. Thằng này tức quá mới nhào vô chửi con nhỏ đó với thằng đó. Thằng nó chửi: mày nhũn nhá này, tao tin tưởng mày, tao yêu mày, tao lo lắng, tao nuôi mày, mà bây giờ mày đối xử với tao vậy hả Thơ? Mày đối xử với tao vậy hả? Cái đầu của tao bao nhiêu cặp sừng rồi? Tao nói cái đầu của tao bao nhiêu cặp sừng rồi? Không phải đâu anh ơi, cái này là đồng nghiệp của em thôi, em đi ăn với lại đồng nghiệp của em thôi, không phải, em không phải như vậy đâu anh ơi. Trời, nó chửi nhỏ này quá trời luôn, nó kêu anh là chia tay đi, tao không bao giờ quay lại với mày. Cái con nhỏ này mới nói là: em thề với anh nha, nếu mà em với anh này có cái gì thì xe nó tòng không em. Bắt đầu vô chuyện ma này má. Trời, mấy bạn ơi, mấy bạn chửi ảnh mà thiệt sự ảnh yêu mà mấy bạn. Ảnh yêu sao mà ảnh nghĩ gì nhiều, ảnh yêu thôi, ảnh chỉ nghĩ yêu người yêu ảnh thôi chứ đâu nghĩ gì nhiều. Cái xong rồi á, nhỏ này mới nói là, nó mới thề là nếu mà em với anh này có gì thì em bị xe tòng không đi. Tao không dám nói chữ đó, tại vì nếu mà tao thề, tao nói cái lời thề của nhỏ này ra không khác gì tao, hiểu không? Xong chia tay được 1 tháng, thì 1 tháng đó, chia tay được 3 tháng, thì trong vòng 1 tháng tiếp theo, ngày nào cũng nằm mơ thấy con người yêu cũ là con Thơ hết. Mà trong giấc mơ con Thơ luôn xuất hiện trong cái tình trạng máu me không à, rất là nhiều máu, chảy máu cực kỳ nhiều luôn. Thì có khi á, thì người con Thơ ra mấy khúc, ra tới mấy khúc lận tùm lum hết. Nói chung là nằm mơ thấy con Thơ mà máu không. Xong rồi kêu em nhớ anh quá, em yêu anh quá. Xong rồi đi xe thì bị người ta che mắt, có nghĩa là khi mà thằng Tuấn mà nó lái xe á, nó lái xe ôm công nghệ mà, nó lái xe thì nó bị người ta che mắt nó, cái nó xém bị tông xe, nó tông vô hàng rào luôn. Thì nó mới đi coi thầy, thì ông thầy nói là con người yêu của nó, là không phải, nó đi trước khi nó đi coi thầy nha, thì thằng anh là thằng nhân mã, thằng anh nhân mã gọi điện thoại cho nó kêu là: ê, con Thơ nó chết được 3 tuần rồi đó, là nó chết được 3 tháng rồi đó, con Thơ nó chết được 3 tháng rồi đó, nó bị xe tông. Y chang như cái lời thề của nó luôn, nó thề là nó sẽ bị tòng không, đúng không? Là nó bị tòng không thiệt luôn. Đúng không? Cái xong rồi hả? Mới đi coi bói thì ông thầy ông kêu nhỏ này lên, ông nói là: sao nhỏ này cứ đi theo thằng này hoài? Thì nhỏ này kêu là: từ đó tới giờ, từ lúc mà từ nhỏ tới lớn á, con chưa bao giờ được ai yêu như anh này yêu con hết trơn. Con chưa bao giờ được ai đó đối xử bằng cái cách anh này đối xử với con hết. Nha má, nói vậy đó. Từ nhỏ tới lớn là con chưa bao giờ được một ai đó đối xử với con như vậy. Cho nên bây giờ con muốn bắt anh này theo làm chồng của con luôn. Lúc thề vong đi ngang chứng rồi, đúng. Lúc thề có thể là vong đi ngang mà chứng đó, đúng không? Đúng thiệt. Ừ, rồi gặp người khác chi. Theo anh á, là cái con này á, là cái nó là như vậy là do là nó phải đi tìm chỗ dựa, chỗ dựa. Mà bây giờ nó đã gặp được cái người mà đối xử với nó như vậy rồi, nhưng mà nó vẫn không tin là nó sẽ giữ cái người này được hoài. Cho nên là theo cái thói quen của nó bị ngựa quen đường cũ á, con người nó là vậy, nhưng mà nó gặp được một cái người yêu nó quá trời như vậy á, thì nó cũng rất là muốn và rất là trân trọng, nhưng mà nó bị ngựa quen đường cũ á, cho nên thành ra là nó cứ như vậy đó em, nó cứ vậy đó, hiểu không? Hiểu với anh không? Ông này á, ông thầy đó nghe xong á, ông thầy nắm đầu con nhỏ này đi tu luôn, không cho con nhỏ này xuất hiện trước mặt thằng này nữa. Ông thầy nắm đầu đi tu luôn, nắm đầu nó đi tu luôn.